Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi thử Minecraft Feed the Beast Arcanum Institute. Ở đây là thế giới phù thủy. Chúng ta sẽ có học viện pháp sư. Rồi vô. Viện pháp sư này nhìn vô mọi người có thấy cái gì đó nó quen quen ở đây không nha? Cho các bạn một vài giây để có thể ngắm nghía xung quanh. Vài phút lâu quá, vài giây được rồi. Anh có thấy gì đặc biệt không? Thấy gì đặc biệt xung quanh chơi, chúng ta thấy có rất là nhiều NPC. NPC đi vòng vòng luôn. Và có cái tàu gì kìa. Giờ nếu mà vẫn còn chưa quen nữa thì đây là nhà ăn. Cái phòng ăn. Đó. Cái này không quen nữa là thôi luôn nè. Sao? Có ai nhận thấy đó là gì hay không? Một căn. Đây là phòng ăn. Có bàn ghế xung hai bên. Rồi phía trên trần. Trên trời phải trên trần nữa. Sẽ có những cây đèn cầy treo lơ lửng. Gì đó. Đúng rồi đó. Hogwarts. Chính xác. Chúng ta đã tới Hogwarts. Này, học viện pháp thuật mà. Được chưa? Vậy thì điều đầu tiên khi gia nhập vô học viện Hogwarts là phải làm gì? Đi lại cái nón. Đây. Đó. Đây là ông giáo sư nè. Đây là người giáo sư nè. Đây là có Dining Hall Zora nói chuyện cái. Rồi bây giờ ông ấy là hiệu trưởng. Bây giờ trước khi bạn bắt đầu thì hãy chọn nhà đi. Theo nhà nào? Nhà nào? Gryffindor. Ở đây không có Gryffindor. Và mỗi một cái đơm nó sẽ có một cái phong cách của cái nguyên tố đó nha. Đây là nước nè. Nước là sẽ có băng nữa. Rồi đây là đất nè. Lửa nè. Nhìn ngầu liền. Rồi gió nè. Gió. Gió chắc ở trên trời quá. Nghi quá. Bốn cái cửa này. Rồi. Man Island. À, giờ bắt đầu chọn nè. Hiểu luôn. Rồi, nhà này tên gì? Chọn này luôn nè. Create. Tan tạo hòn đảo. Rồi, xong chưa? Create Island. Ok. Ignis. Boom. Wow. Chúc mừng bạn, cái cửa bự quá bự. Đây là bonfire nè. Rồi có giường ngủ có gì không? Ở giường ngủ quá chừng luôn nè, đơm nè thấy không? Mà giường này không có ngủ được. Rồi ta đi ra bên ngoài coi. Cho cái picture sheet. Giống sàn đấu quá vậy. Hả? Đấu trường. Hello. Rồi chọn xong rồi đó. Đã chọn xong rồi. Trả phí. Bay thẳng tới luôn. Ghê chưa? Ôi đẹp chưa? Acnoval nè. Đây là phòng học Acnoval. Wow. Bài học đầu tiên là trồng cây. Thầy bắt về nhà trồng cây. Rồi, lớn lên luôn rồi đó. Có cây xong rồi thì lấy gỗ. Ok. Bum. Đâu cần làm crafting table đâu. Học luôn, mở lên. Ủa chưa chỉnh spell. Occultism. Bấm vô. Wow, ghê chưa. Vẫn có thể đi bộ tới được ha. Nhưng mà đi về là nhanh nhất. Chính xác. Botania. Đát ạc. Nghệ thuật hắc ám. Đây là Hex nãy không? Cái bàn của Hex. Ê, cầm chổi nè. Người ta cầm chổi kìa thấy không? Ồ, có thể trao đổi được nữa. Go coi. Vua sâu attractor. Stellarite. Một câu coi. Đây, đang học lớp Botania nè. Không có giáo sư gì hết trơn à. Không ai hướng dẫn hết trơn luôn. Không trơn à. Botania, ok luôn.
Đó, có bông. Sao Bothania cái bông vẫn còn cái hình này ta? Cái lá, cái cánh bông vẫn còn cái hình này. Cái cánh bông nó phải chuyển sang cái hình mới rồi chứ. Lạ vậy. Bùm, xong. Pew Daisy. Đó, lớp đầu tiên học liền. Ờ, cái này là cái gì thì từ từ chọn. Hello, đang làm gì kìa? Ồ. Oh. Đẹp chưa? Ghê chưa? Đây là cái gì? Ma Lâm. Ồ, tại sao Ma Lâm lại nằm đây? À, là sao? Lấy đồ Ma Lâm ra trang trí đồ của Nature. Có lộn không vậy? À, những sinh vật huyền bí nè. Vô học lớp này. Ta sẽ biết về những sinh vật huyền bí. Bùm. Vô. Hả? It's an entrance mới ghê. Goblin Zor. Mua đủ thứ hết. Ôi, xuất hiện rồi kìa. À, tự động nó xuất hiện thôi. Chỉ cần lại gần mấy cục đá có hình này kia là nó sẽ xuất hiện ra đúng cái con đó. Nó là Deep Slay, Couple Deep Slay. Không chơi được. Nó phải là con thì mới được. Rồi bây giờ lên đây coi. Người ta sẽ cho chúng ta biết là làm sao để có được thời kỳ đồ đá. Con Pebble. Ôi ơi, đồ Thania mà. Như Garden of Glass thôi. Ribbon Table. Để coi coi. Chúng ta sẽ cần phải có cái này lấy xuống nè. Cái bàn xuống. Bắt đầu. Mở lên. Rút tịch đất. Bập bập. Nhớ cái này trồng là phải có cái này mới được. Rồi và ta thêm vô. Con mưu một cái. Rồi mấy món này nó không chạy. Ấy giờ nó mới chạy. Mới có mana spreader nó mới chạy. Ok luôn. Cái liều. Bum. Mon zombie. Đó, quay one bắt đầu. 1/5. Bum. Tiêu diệt hết 8 zombie. Và bạn không nhận được phần thưởng. Ok. Cái này thôi là đã khó rồi, chứ đừng nói lên tới cái bên đó. Để cho thành cái giường bông luôn. Đủ các loại bông. Ui. Con xương, con xương. Hết mana. Bình tĩnh. À, cái đó trọng đó đi. Flag stick. Rồi bên đây. City play. Watering can. Không có. Hello, hello. Bây giờ không có cái gì cũng không có hết. Quá đơn giản. Để xuống bấm và bùm thôi. Magic. Đó. Bùm. Divination Seagull phải chuột. Xác nhận chủ quyền. Và xong nhiệm vụ. Được thưởng cái này. À, Tom of Perilio chứa kinh nghiệm. Đúng rồi, phải vậy mới được. Ủa căng vậy hả? Nhớ break. Rồi action vô. Không cần coi luôn. Enderman chịu hồi sao không cần biết. Enderpearl rẻ như cho. Dính dục giọt. 5 con. Hại. Runic Onta. Cho cái Orchid giùm cái coi. Chứ nãy giờ không có khoáng sản. Chịu không nổi. Orchid nè hay quá.
Ôi, 13 sắc luôn. Ô, vui quá vui luôn. Rồi, cắt được mấy lần đây? Cắt được một lần. Rồi, xong. Ôi, thật thối cả. Thật thối của tôi. Cho cái pearl luôn, cho tiền luôn. Một đồng vàng. Cộng cái pearl small luôn. Đã. Trúng mạnh, trúng mạnh. Cây này nó đã thành cái lá đó rồi, Golden Leaf. Thử nha. Đây rồi. Tham bằng Brilliant. À. Linh hồn. Nói chuyện với linh hồn cái coi. Ồ, khai sáng. God Kitchen. Vậy là chỗ này chúng ta đã đi ngang qua rồi nhưng mà không để ý nè. Chính xác. Ông này là ông đầu tiên nè. À, bán lấy một đồng vàng. Vô em. Không. Không. Bùm. Maylight Experience Mana Regen. Đây, bây giờ để đại đâu đó quanh đây đi. Cục này. Bỏ này vô. Đã luôn. Chúc mừng bạn luôn. Để lên trển. Cây cối mọc lên. Nó sẽ tích lũy. Rồi làm sót cha. Này là ghê chưa, ố về luôn, 4 được 3, lột vỏ. Master Melton Exo Flame, 4 cái Exo Flame. Mình tiếp lắc chưa? Rồi dễ đi. Dễ bùa chú tiếp đi. Bùm. Harvest. Unlock Crush. Crush is too powerful. Đây. Rồi, lên đây observe nó. Rồi, observe nó. Rồi, bây giờ mới cho ra Fire Stick. Fire Starter thì mới làm được. Muốn cho thì lấy gì làm? À, Fire Starter nè. Rồi, bước vô trái. Bắn này vô luôn. Otherworld Stone. Thì Otherworld sắp linh chứ. Otherworld Stone thì sao? Bắn gì? Bằng Andesite hoặc là Stone. Căng dữ. Bỏ bên đây. Biến mất. Không hiện ra. Nghĩa là nó sẽ chạy từ hướng này qua hướng bên kia. Mà kêu làm cái bộ kia. Hello. Ô, cho luôn. Mừng quá. Rồi, nhà kho ma thuật. Storage Actuator Dimensional. Bum. Khai sáng. Bỏ vô, chúng ta chứa được 128 loại khác nhau. Cái nào cũng là một đồng vàng hết trơn hết á. Nghĩa là đồng bạc nó không có ý nghĩa gì hết. Úp cục luôn. Wow. Rồi hai cục. Gì 5 cục luôn á. Từ 4 cục mà được 18 luôn. Ồ, 4 cục được 18 luôn. Các ạt cho được 16 cục nữa nè. Ôi sao rất ầm ầm luôn, nhiều dữ vậy. Ở gì mà nhảy qua ba ô ghê vậy? Chắc nó phải bự lắm á, phải killer bunny đâu. Ở nhỏ xíu à. Một ô nhiều khi còn nhảy không qua nữa à. Anh cứ làm 2 ô đi cho nó chắc.
Ok, 3 đồng vàng. Cái bàn này nó để có ô tô nè. Ô tô. Item. Này là input. Rồi hả, chúng ta chọn đầu bên đây, item. Này là up, facing up. Hello, hello. Rồi, ring up lesser discount. Đeo vô cho được discount. Trong những cái phần chơi này nè, nó có một cái sự gọi là sai sót vô cùng nghiêm trọng, các bạn biết gì không? Chúng ta có 10 ngón tay mà đeo được có hai cái nhẫn nè. Nó là một cái sự sai sót vô cùng nghiêm trọng. 10 ngón tay là phải đeo 10 cái nhẫn mới đúng. Ôi, trúng con cừu. Trúng con cừu. Thật là tội nghiệp. Vậy nha. Widen. Stone cơ. Bye. Sai stone là stone gì? Bây giờ hả, mấy cục mà gọi là mấy cục đá là rất là khó làm rồi mà còn xài stone nữa, quá sang luôn. Cao lắm là chỉ xài living rock thôi cho nó nhanh ha. Living rock nó rẻ hơn nhiều. Ôi, nó chiếu đèn. Gì đây? Ta bưng cô. Này phải làm ensnare với clan gì này nọ. Ôi, có cái đầu rồng nữa kìa. Có cái mây lai nè, nhưng mà mình không có thắp sáng lên được. Wow. Người ta còn cho đập mấy cái sắt này là còn đỡ đó, chứ không cho đập luôn là còn mệt đó. Chúng ta bắt buộc phải cầm tay mang về hết. Không có cái túi. Cái này chắc phải làm kiểu dạng mà nhà kho xuyên cái đó là hơi bị xa rồi đó. Ngắt. Phải ké được hay không thì không biết. Con ở đâu rồi? Lên đâu rồi? Bên dưới lớp đá nền. Rồi dẹp luôn. Thất bại. Trước sau thì chúng ta cũng cần phải có để xài riêng thôi. Đi qua bển làm gì cho mệt. Ồ, có hả? Hồi nãy mình cũng có bấm nhưng mà mình không thấy nó ra cái gì chân. Là có thể là người ta sẽ có thể set up lại cái vụ mà bạn vô được bao nhiêu lần ha. Nó sẽ có thời gian cool down. Cái kiểu như vô xong ra gom đồ này thôi. Ở thời gian đầu thôi, chứ có cần phải đi vô sâu làm gì. Đang đi mua đồ về trồng cây. Boss kitchen. Ok. Rồi bây giờ có thể làm thêm mấy cái clip khác, ví dụ như ignite, extend time, đốt nó luôn, trầm cảm luôn. Ai, dễ xong là trầm cảm luôn nè nè nè.
mèo đó. Vậy đó, trầm cảm chứ gì nữa. Bao nhiêu? 4 cái. Không cho. What? Lý do gì? Mà mana nhiều dữ vậy hả? Câu cơ thì chắc là có thể làm được á. Nè, công thức nè. Giờ có nhiều thứ làm được lắm, nhưng mà có những thứ cảm giác làm xong nó cũng không giải quyết được nhiều chuyện lắm hả? Anh lên... Rồi, 4 mấy cây. Rồi xong, trắng tay. Lát tính. Vô đây, vô đây. Rồi, xong. Đây rồi, ê, Lucky Rabbit luôn. Đang cần fortune thì làm fortune. Thì coi có nó có làm được hay không. Không chịu rồi. Cái cần chân thỏ bình thường thôi, chân này từ chối, từ chối. Nature on tha có gì nhanh hơn. Đây nè, đó, kéo ra một cái không xài nữa. Tự lấy rồi. Ok luôn, unlock attract. Reckon. Siêu thách. Ok luôn. Vẽ bùa chú. And smell ham. Đói đi, đói lại thành heal. 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 Không có amplify được. À chưa có amplify. Không đủ cấp. Chọn vô. 1, 2, 3. Hello. Lộn gì vậy? Chưa à? À nó tự lấy. Tình luôn á, nó tự lấy. Đây rồi. Đã hai cái cùng một lúc luôn. Có trần. À, ví dụ như break đây. Hello. Ông professor. Bây giờ tôi cần hiến tế. Để này xuống được không? Không có chuyện đó. Coi chừng xỉu nha. Rồi bây giờ coi heal nè. Heal này đang là một đống bụp đầy. Ông nuôi cá sấu nữa kìa.
cái xấu hay con gì vậy? Ông sư phụ này ghê nha. Ôi ơi, à, ông nuôi rắn Hydra. Đừng có nuôi cá sấu chứ, sư phụ này căng quá. Chú. 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 Xong rồi đó. Quá nhanh. Lên bộ đồ màu đỏ. Nhưng mà vẫn không thể nào mà lột được cái bộ này ra. Giờ bỏ vô làm thêm được nè. Hataric Gem đang có 13. Một cái focus. À, hay quá anh ơi. Này là zombie rồi. Nè cái nó kia, nó kia. Con Widen Guardian. Chính xác. Tìm thấy rồi nha. Rồi tặng cho cái cuốn bài bút đây. Chúng ta quay lại được không sao. Rồi kế tiếp. Forest Rockno. Đây là Acme Spellbook. Sách mới, sách mới. Đập cây thì không sao, đập lá là nó bị mất độ bền. Ê, có con mực kìa. Rồi, đã thấy. Ok. Rồi, chờ đi. Chờ nó summon. Cái Foliot đã xuất hiện. Thường con này chậm nhất. Cho nên chúng ta nhét nó một cái chỗ mà không còn ai nhớ tới nó luôn. Thật là tội nghiệp em ấy. Kêu người ta lên đó hả? Chỉ có nghiền có một cái đó rồi bỏ đi nhỏ đứng đó luôn. Rồi xong. Set cho. Bum. 3, 6, 9, 12, 13. 3, 6, 9, 13 nhân 9. Ok chưa? Bỏ lên belt. Chây nịch đâu. Tế đàn á, huyết đàn á là bạn sẽ cần phải có hai cái. Một cái đưa cưng cà vô Blood Network. Còn một cái là chúng ta sẽ sử dụng riêng đặng chế tạo gì này nọ ha. Còn nếu mà để gần hơn một ô thì nó có lên không? Ủa vẫn lên kìa. Đâu cần phải đưa ra xa quá đâu. Áp vô cũng được kìa. Nói chung là ngay một ô đó là được rồi. Huyết đàn. Huyết đàn, huyết đàn. Chà, quên ta. Huyết đàn đem lên đây rồi. Mệt luôn nha. Cái gì vậy? Tại vì đem lên đây rồi. Phải giữ cái này lại. Khó hiểu. Rách rất là lãng xẹt, tự nhiên bay lên rớt xuống bập rách luôn. Đi ra ngoài luôn ha, không có một cái thông báo gì trơn hết á. Không hiểu. Ví dụ như chúng ta lấy con này bỏ ở đây. Beaver. Nó có phá cái hàng rào không á. Không á, mình bóp. Ê, bò. Ê, có đồ để vận chuyển rồi nè. Rồi giờ chúng ta cần Skeleton Skull. Skeleton Skull có thể chuyển đổi từ cái này. Chuyển đổi từ Colored Flower. Colored Flower này là từ Pop. Và Pop, Pop chuyển đổi. Quan trọng là Colored Fruit làm sao? Đây là làm từ Colored Wheat. Colored Wheat là đi ngược lại từ Purple Block. À, Purple Block đi từ Endstone. Endstone lại cần phải có Nature Aura. Không, lộn. Purple Block cần có Nature Aura chứ. Endstone là có nhiều cách lắm. Dễ lắm, không khó. Set Endermine chẳng hạn. Hoặc là làm công thức này luôn. Không có khó. Đây là phép thuật về thiên nhiên. Cho nên đụng cái gì cũng có cây cỏ ở trên hết á. Bùm. Và lát nữa nó rớt ra Keontha. Đó. Keontha đã vô trong. Xong. Complete. Gây chưa? Có aura tụ lại trong không khí liền. Nhức nhói, nhức nhói. Ất ai làm gì nữa?
body gắn vô luôn. Ôi, con cuồng mắt. Rồi, chúc mừng bạn luôn. Chờ nó chuyển đổi. Rồi, cái này chồng bằng tay là chồng sao? Nhìn nó giống Eidolon thôi, nhưng nó là Malum. Giờ phải đi kiếm tất cả các loại crystal của nó nữa. À, xỉu, xỉu. Bấm công thức, bùm. Rồi, bây giờ là có thêm một bàn nữa. Cái này phá ra, để cái này lên trên. Ủa đâu rồi? À, dễ vô. Cái này sẽ giúp cho chúng ta có thể xóa những hiệu ứng bất lợi đi. Ví dụ như hiệu ứng quy đờ, hiệu ứng học này nọ đó. Ok luôn, xong. Chúng ta đã có được 5 cái skeleton. Rồi bây giờ bước tới kế tiếp. Chú trọng tốn 4 đồng vàng để mua. Đồng ý. Chúng ta cho sẵn đi, chúng ta giải cứu villager luôn. Có sẵn bình thuốc rồi, phần còn lại tự xử. Wow. Rồi. Chính chưa? Rồi. Hello, và ổng là Werewolf Vian. Ủa, unemployed luôn rồi. Vậy là phải để cái bàn gì đó, ổng mới ra được cái nghề đó. Rồi, mời ông vô đây với tôi. Rồi, còn một thứ nữa là cái này. Summon White Hunt chính xác. Ok, tím lên rồi đó. Tím lên rồi là biết quay hình một đàn luôn. Chúng ta được 3 cái Wither Skeleton Skull, ngon lành, nhưng mà vẫn thiếu một. Và lên khói đen. Lên khói đen là cần con bò. Bye bye con bò. Nhanh lên. Đâu rồi? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nè nó lại trước. Thiệt luôn á. Đừng có cháy gì hết nha. Ok. Xong. Bắn vô. Impel chót. Rồi bắn vô. Xeo. Everett Essence. Yeah. Bụp. Remod. Ok. Quest storage đã xong. Đâu, bắt đầu từ đây. Được cái wormhole. Chưa link. Link vô trọng. Rồi cái này muốn thì link vô trọng. Wormhole. Remote theo mình nhớ là cross dimension được, còn wormhole thì không. Rồi và chúng ta đã có được 2 cái tier 2 dimensional stabilizer. Hụp. Mở lên 640. Mở rộng được miếng nữa để có thể chứa được nhiều hơn. Ok, đây rồi, successfully bound rồi nè. Familiar ring. Bây giờ nó không có familiar nào hết thì chúng ta phải chịu hồi. Mà muốn chịu hồi, cái này là chỉ gắn familiar thôi nha, còn mình vẫn giữ cái này để mình xài riêng. Cũng không có luôn. Có con rắn mấy đầu thôi à. Ồ, vậy là có thể những khu khác cũng có những cái con đặc biệt nó đang núp ở trong đó. Ê, giới kìa. Rồi, Blood Magic. À, không cho tôi thả nó ra rồi. Sao đây, sao đây, thầy ơi. Thầy hãy nói cho em nghe đi. Vậy sao em bắt con rắn của thầy rồi nè. À, tạm thời bé rắn ơi, bé đừng đi lông nhông giùm tôi. Bé chổng đi nha. Đây con dơi đây nè, familiar. Ôi bé dơi kìa, đôi mắt long lanh. Ôi, hãy nhìn vào đôi mắt ấy. Được rune up speed với một cái self sacrifice. Hả? Với lại được blank rune nữa thì có đau lòng quá. Bây giờ gắn cái này lên cho đẹp. Nó sẽ giống cái khu vực trên đây luôn, tại cái màu của bộ rune nó cũng đã giống rồi. Ấn lên và kiểm tra tier 3 10.000 LP.
Thôi giờ mình thử không cầm cái kiếm coi, mình chỉ cầm cuốn sách mình vô mình chưởng thôi. Chúng ta có được tăng will không? Nhiều rồi, 57. Chính xác, phải cầm cái kiếm trên tay thì mới được. Có cái kiếm, nó mới hiểu là cái will đó có. Giờ mở lên. Tataric Gem, cấp độ cao hơn. Bỏ vô. Và nó sẽ cần phải có ít nhất là 60 will, nhưng mà nó chỉ rút 20 will thôi. Ở đây, Tataric Gem Blesser. Phải lên tới Common lận là cấp độ này. Common thì bây giờ nó cần minimum là 240 và rút đi 50. Nghĩa là sao? Lại phải tiếp tục đi vô trong cái dungeon mà chạm ở chổng thêm một mớ nữa. Giờ để mình nâng luôn hai cái Tataric Gem luôn đi. Rồi, chúng ta vô chổng chạm tiếp. Tinh, nó đây, Common. Rồi và xong quest. Mở quest lên coi Blood Magic. Lên đây, Common. Được tặng một cái Common Crimson Fungus nữa. Bây giờ mình đã farm được 800 mấy will. Để chúng ta bỏ vô trong đây. Và làm một cái Master Now. Ok. Mở lên nhận phần thưởng. Được Routing Now. Giờ còn Input với Output. Chúng ta làm Input với Output luôn. 25.000 lần đó. Và xong. Đây là Magician Blood Oath. Xác định. Vô mỗi một cái filter sẽ filter một cái khác nhau. Bây giờ ở trong đây nó chỉ biết filter một cái thôi. Thì mình chỉnh từng cái một. Khi mình cần làm tới Reinforce thì mình chỉnh Reinforce. Mình sẽ gắn cái Reinforce vô. Rồi khi mình làm tới cái nào mình gắn cái đó. Thì cái Imbue nè, thấy không? Chúng ta sẽ gắn cái Imbue vô và đổi cái này ra. Bây giờ cho một cục đá cội vô. Nó chưa lấy ra nè. Nhưng mà nó chưa hiểu bên đây là cái gì. Thì phải cho thêm cái Imbue vô. Để nó hiểu. Chưa ok luôn. Imbue Slay. Bây giờ chế tạo Iron Promise. Cấp độ đầu tiên là Promise of Tenacity. Đây. Chúng ta có thể nâng cấp bỏ vô. Để mình nâng lên cấp độ 2. Thì cần phải có Gold Promise. 40.000. 40.000 có thể bỏ được. Rồi xong. Đây. Lần này mới đúng. Để chúng ta nâng cấp và bùm, cấp độ 2. Tháo xuống bỏ vô. Rồi, thôi, không chờ nữa. Chờ nãy giờ là để coi cái này thôi nè. Nó đâu có cát đâu, thấy không? Nhưng mà khi mình quất cái shot hồi nãy xuống, 91% full. Chiếu, 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 chiếu. Nghĩ ghê chưa? Đây là bé rắn tám đầu. Có bé Cockatrick vô làm bạn. Đừng cắn nó nghe con. Cũng giống giống nhau mà đừng cắn. Rồi và chúng ta sẽ làm công thức của Terrestrial. Chạy một vòng xử lý. Và cuối cùng cũng đã có cái Spark đâu. Spark, Spark gắn lên. Nó sẽ là Dominant Spark. Thời khắc quan trọng. Bỏ vô, Terra Steel, không được hút đồ vô, hút vô là khóc hận. Rồi kiểm tra coi đủ mana không, hút ghê quá và xong. Cần một cái mana pool luôn đó. Chuyển đổi, Terra Steel nhỏ hơn, IF Ender nữa, làm thêm. Đây là cái frame của bên Elfine. Bây giờ cần gắn cái pylon lên. Thêm hai cái spark nữa là được. Để cho nó tự động nó chuyển mana qua. Kiểm tra coi chúng ta có bao nhiêu cái plank rune. Được nhiêu đây. Plank slay 13 cái. Bây giờ làm plank rune. Thêm một mớ nữa. Nâng cấp huyết đàn lên trước. Bỏ này vô. Bùm. 21 cục. Còn thiếu. Rồi làm luôn lava crystal luôn.
chuẩn bị làm Quick Activation Blood Up cấp độ 3, 10.000 LP, kiểm tra coi 10.000 LP, rồi xử lý. Phần còn lại chúng ta xuống dưới, đã có được cái Quick Activation Blood Up lấy ra để mình làm chỗ bỏ rác đó mà. Sau đó chúng ta sẽ làm Retour Stone. Công thức đây, tinh, bỏ vô, bấm, bùm, 40 cục. Và lấy 4 cục làm Master Retour Stone, thiếu 2 cục, thiệt tình. Lần này là đủ luôn rồi nha, không có thiếu nữa nha. Rồi bấm lên và tinh. Chúng ta sẽ lấy ra Retour Stone 36 cục. Ok, lên trển. Lấy khu vực bên đây, đặt cái này xuống và canh cho nó đẹp. À, vừa đủ luôn. Bấm một cái. Mới làm thôi, chưa kích hoạt. Này mới là làm thôi nha. Cần phải lấy cái Quick Activation Crystal kích hoạt lên một cái. Nhưng nó cần phải có bao nhiêu? Nó không có nói. Activation Low Level Retour. Đó, giờ nó mới chịu nè. Bấm vậy nó mới chịu, còn bấm kiểu kia nó không chịu. Tết Network bây giờ còn 82.000. Và vô đây à, lấy được gì lấy hết, tại vì cũng vô có một lần thôi à. Nó sẽ cho 4 cái chìa khóa để mở 4 cái cửa, và cũng chỉ có 4 cái cửa mà thôi. How fruit. Ui da, dày cho nhanh, suy nghĩ gì cho nhiều. Em về luôn, suy nghĩ gì? Các cái spawner về luôn. Rồi bây giờ cái gì bỏ lại được bỏ nè. Cái dở này bỏ nhà hết, bỏ hết. Thực tế cũng đem về được hết chứ gì đâu. Muốn là đem về thôi. Ta đem cái thao food qua đây trồng. Để có gì nó kiếm thêm saturated thao được. Và trong thời gian này nên tăng số lượng đàn bò này lên. Mong chờ nó lớn, ơi nó lớn được tới đâu rồi kìa. Sắp rồi, 71 rồi, à cái này được rồi. Ta đã có được một cái saturated town, phải chuột. Ok, vẫn còn trồng lại được. Cái số lượng bò thoải mái như vậy, trồng đi. À cái này chúng ta sẽ làm được. Trên đây và đây cần phải có ARC recipe, alchemical reaction chamber. Tinh, lấy xuống, mở lên, bỏ vô 1 2 3 4. Rồi xong. Khoan, lộn chỗ. 1 2 3 4, chạy, mất cái này không, mất chứ gì nữa. Tỷ lệ nha, có tỷ lệ 2 cái. Tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? 20%. Không đủ rồi. Tôn là được. 1 được 8. Quá đã. Ô dè luôn. Giờ đủ. Giờ chúng ta đã có được 2 cái Demonic Slay để nâng cấp Ritual Diviner lên Dusk. Rồi lấy xuống. Đây rồi, 4 cái và kích cái cửa Alpha. Món đầu tiên cần đi qua là cuốn sách. Rồi, lên cấp Lexica Botania phiên bản Alpha. Và đây là giờ khắc vô cùng quan trọng. Chú, không được. Bởi vì đây không phải là Overworld, không cho chúng ta đi qua Nether. Đây rồi, Nether Court. Nó đây rồi. Rồi, niềm đau đớn đã được giải quyết.
play thì nó sẽ bay lên. Giờ mình chưa có no AI thì xài Wither Skeleton đỡ. Rồi sau khi nghiên cứu thì để xài khu này luôn. Nhiều khi nó sẽ không có đẹp nhưng mà thôi không vấn đề gì hết. Chúng ta gắn cái level vô rồi xài. Để tắt mở spawner tùy thích. Chúng ta đã xong cái phần gọi là đặt gạch đá ra cho cái Ritual Well of Suffering. Bây giờ cần kích hoạt Well of Suffering lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn cái này vô lại. Tế đàn thì vẫn đang cấp độ đúng. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp mấy cái Plank Rune này lên thành Rune of Sacrifice. Ok, xong. Ồ, sao nó chuyển vô nữa? Tại vì mình chưa xác nhận chủ quyền. Bấm, xác nhận, bỏ vô, tích lũy tiếp. Để đi coi thử, luyện cấp với lại coi thử trong dungeon này nó có cái chỗ của con boss không. Tới đây rồi mà còn hả, bị gặp đường cục nữa. Cái dungeon này đồ thì nó cũng y chang như dungeon kia. Đi dungeon này trầm cảm luôn á. Đây là cái chỗ quánh boss nè. Hên. Lần này lót lại tính ra hên. Có nước, có gì này nọ xung quanh để... nó không trống được khu này. Giờ quánh boss. Mở lên. Rockno. Forest Rockno. Một sai lầm đã trả giá quá là lớn luôn. Ok nè. Rồi, ba. Ping xong. Con dungeon clear. Phần thưởng. Cây rìu và cái nón. Arcane Spellbook. Quá dữ. Arcane Spellbook luôn. Cuốn này là cuốn cấp độ cao nhất rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kích hoạt cái này lên. Chúng ta kiểm tra trước. Ta đang có 220.000. Và bấm. Ôm. Đây là lên cái cửa. Cửa này đưa lên trên cao. Và bấm vô. Ok. Nhìn nó cũng giống như lần trước ha. Nhưng mà cái phòng này nó sẽ bự hơn. À ha. Quên đem theo đồ để múc tương cà về rồi. Vậy lại sao thôi, không vấn đề gì. Hướng nào đây, giờ hết biết hướng rồi, mở đại đi. Chuẩn bị cứng quá. Một cái đi về ghê chưa. Giờ làm thêm cái warp stone. Chúng ta sẽ lấy cái warp stone. Rồi mình đã có luôn cả cái blink. Bấm một cái đi lên trên kia. Chúng ta sẽ đóng cái vị trí này vô trong đó, vô trong cái cục đó đó. Tiêu hao có nhiều hay không? Tiêu hao không nhiều. Gậy còn khỏe hơn nữa. Khỏi đánh. Ok luôn. Vẫn còn thiếu một cái spawner. Giờ để coi phòng này mở thì nó cũng sẽ mở thông qua bên đây không đây. Để coi nha. Bùm. Bắn liền, phá liền. Ui, chậm hơn nó một chút. Create, bấm, not enough mana. Rồi giảm lại. Lên được một hàng. Ok. Đi qua bên kia coi thử. Chúng ta có thể kịp để có thể còn sống sót mà chơi với con xương hay không. Con xương nó quá căng thẳng. Hay là chỉ cần dính sát thương là đi. Oh no. Rồi sao?
Oh yeah luôn. Vũ đi vui. Vui quá, vui luôn. Được hai cục đi man này. Còn mấy cái chest ở trên nữa, từ từ. Rồi xong. Quên check cái vụ này. Hay quá. Và thế là nổ banh chành. Nổ banh chành hết luôn. Đây là bước đầu tiên xử lý để cho nó nhân đôi. Cái này nấu lên được luôn rồi, nhưng mà muốn nhiều hơn thì nhân đôi. Nhân đôi xong phải làm cái resonator. Cái cửa này nè, phải mà tác giả làm á, khi mà chúng ta kích hoạt lên xong á, nó vẫn giữ hình của cái rune ha. Nó mở cái portal, cái cột giữa thôi, nó sẽ đẹp hơn, chứ để cái smooth tone này đâu có đẹp gì đâu. Toggle move nub, nó mạnh quá bạn chịu không nổi. Có chỗ để giúp cho các bạn có thể chơi được luôn nữa không? Ta cũng suy nghĩ lắm chứ bộ. Rồi giờ nhận phần thưởng Aesnium Imbue Slay. Aesnium đây. À, bây giờ để nâng cấp cái Tartaric Gem lên trước. Bỏ vô và Demonic Slay. Đây là Greater Tartaric Gem. Rồi Greater. Để lên được cái này thì nó bắt buộc phải là 1000 will nó mới chịu. Nghĩa là cái này không nâng được. Đau lòng chưa? Thì chỉ có 900 will thôi. Phải kiếm thêm will để nâng cái còn lại. Đổi cái Tartaric Gem lại và bùm. Demon Crucible. Đặt xuống. Ta thử coi trong một chân không? Mà từ từ chuyện gì cũng sẽ tới thôi. Chuyện gì tới nó tới. Rồi, bây giờ đây là Retour và cần phải kích hoạt nó lên. Mở lên, bỏ vô 1, 2, 3, 4 và tháo cái này ra, bỏ cái này vô, chạy. Chúng ta sẽ có Demon Crystallizer. Ở đây, gắn lên phía trên. Master Retour Stone. Để cho nó gọi là ngưng thực cái phần kia ra. Chúng ta không có cần cái wheel khác mà chỉ cần cái wheel bình thường thôi. Nghĩa là Demon Wheel thôi. Rồi, giờ bây giờ đây. Đó, nó ra thêm cục nữa kìa. Nó mới gì mọc thêm một cục nữa. Bây giờ mình đang cần sử dụng liền thì mình bắn nó luôn. Crack. Đây là Demon Wheel Crystal. Đó đó. Fortune bắn bằng Fortune luôn nha, không ảnh hưởng. Hiểu luôn nha. Rồi bây giờ qua bên đây, bỏ này vô, làm Resonator liền. Tháo này ra, bỏ này vô. Thấy qua đây, 18, bỏ vô, chạy tiếp. À, để tăng cho thiệt nhiều. 83.000 LP. Tinh fluid bỏ vô trọng, nó có 256 lần sử dụng. Và bỏ vô một lần nữa, 3 bước xử lý để được nhân đôi thôi đó. Đã có Hellfort Sand 18 cục. Bỏ xuống smell, ô hay quá. Smell sao cái thao của người ta crack ra luôn rồi, thiệt tình. Chúng ta đã có được 36 cục. 36 thì chia ra được 4 khối Hellfort Block. Bay lên chỉnh lại, gắn vô 4 vị trí đang chờ sẵn. Phần thưởng là gì? Demon Knight với 80 chìa khóa. Ok luôn. Nắm đây nè. Giờ gắn thêm Plank Rune vô. Huyết đàn lên cấp độ 5. Độ cao nhất. Lúc đó chúng ta sẽ có những cái backup mới.
Đây là mình cũng đã canh để chúng ta có thể làm được là nó đẹp luôn ha. Sẽ hòa trong công trình này luôn. Sẽ không có nhìn thấy được cái đó nó lộ ra bên ngoài. Nói chung là mình cũng không yêu thích tháo mấy cái đồ của người ta ra lắm ha. Thà xài đồ của mình đi cho nó đẹp. Tháo đồ của người ta ra sau này nhìn kỳ lắm. Đây, và bỏ vô, envo, 8 cái mất cái envo. Tôm up scrapping rồi xong. Bây giờ xài cái envo của người ta trên đây luôn. Bỏ đồ vô, bỏ này vô, và ra được. Rồi có kết quả luôn nè. Chơi không? Không. Gacha thăm. Feather Fallen. Quá căng thẳng. Bây giờ mình sẽ tách cái này nè. Với cái cuốn đó đâu rồi. Chúng ta bỏ vô coi. Unbreaking nha. Vậy thì Unbreaking với Unbreaking có lên được không? Vẫn lên được luôn. Unbreaking 4. Bỏ cái bottle ở trong. Nó sẽ chuyển đổi thành cái flask. Có nhiều loại flask khác nhau. Chúng ta sẽ làm Alchemy Flask. Rồi giờ transmute cái này cho nó gọn. Hết mana. Bây giờ lên đây làm Catalyst. Rút mấy món này ra. Bỏ vô. Chạy Catalyst. Rồi còn Glowstone trên đây. Và bùm. Hai cái symbol Catalyst. Nhận phần thưởng. Rồi làm bình ở bình này. Bình này là Alchemy Catalyst Jumbot. Đâu ra vậy? Rồi bây giờ bỏ cái này vô lại chống một lần nữa. Để làm cái bình này. Đây là nâng cấp lên bình Healing. Healing. Instant Heal. Instant Heal là phải nâng cấp lên tiếp. Đây là cái Small Power Catalyst để nâng cái này lên. Cấp độ từ 1 lên 2. Tinh. Và cấp độ này lấy xuống. Chưa xong. Cấp độ 2 lên 3. Lát nữa submit cho thầy. Submit. Đau lòng quá mất rồi. Làm lại. Giờ 8 cái Wheel Crystal. Nộp đại đi. Thầy chỉ cần nhiêu đó thôi. Và nộp. Submit. Ok. Rồi bây giờ ta làm cái pendant, tăng, lấy xuống. Ồ, cái này chỉ làm thôi, không lấy. Tại sao cái bình kia thầy phải lấy? Cái này chạy chỉ coi thôi là sao? Đây là cái thử thách này để thể đạt được cái này. Cái này có, cái này đã làm trong những tập trước và có dư. Cho nên nộp lên được. Được cái nhẫn. Di chuyển nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đi bộ thôi. Nhẫn nhiều quá. À, nhẫn có thể gắn lên được lót này luôn. A cosmetic ring thôi à. Bùm. Xong. Enchanter bow. Và phải nộp lên. Đau lòng quá. Upman arrow. Rồi ok. Không làm nữa. Đủ rồi. Đã có Infill Diamond thì nộp. Submit. Enchanted Diamond Apple. Cho để chuẩn bị đánh Wither Boss đó mà. Lấy cái cây kia. Cái cây người ta đang treo ở đây. Làm đẹp thôi. Bây giờ phải giao nộp nữa. Rồi nộp lên trên. Xong. Humming Projectile Arcane Book. Chắc làm này luôn á. Dowsing Rod hả? Dowsing Rod không khó. Đây là Healing và Ham thôi. Không có đồ gì xịn hết. Bum. Withering Height. Yo. Nó sẽ bay lên chút á. Cái thằng ơi, nó nổ một cái đi muốn xỉu luôn. Rồi nó không phá được là ok rồi, trận chiến này nó easy rồi đó. Thì bình thường nó phá thôi.
quăng vô, Nether Star. Và còn một món nữa của Hermin, đó là Hermin này, Hive Ender. Ủa không có luôn, thiệt tình. Ender Pearl đâu, Clay Powder đâu. Rồi tự bóc lên rồi. À đây là Hermin. Ok luôn. Ồ, không cần phải giao nộp. Ủa cuốn sách tôi đâu? Khoan. À cuốn khách bút đâu? Lên đây rồi. Và chúng ta sẽ có được cái này. Mở lên. Mở lên, mở lên, mở lên, mở lên. Đây, bấm vô và bùm, thêm một cuốn Arcane Spellbook nữa. Loại xịn luôn. Rồi bây giờ chỉ cần hoàn thành. Chúc mừng bạn, bạn đã hoàn thành được một bài học của Arc Novao. Và lên được bộ đồ xịn sâu bao Enchanter luôn. Tháo lên bù bù bụp. Bận lên cũng dẫn bộ này. Ở dí rồi thấy không? Nó dí nhưng mà nó dí ở một cái mức độ nào đó thôi. Nè. Dí luôn. Tự động tìm mục tiêu mà. Vậy mới xịn. Đây là cái lỗ để gắn Minor Key. Nhưng mà chưa thấy một cái Minor Key nào hết. Thành ra chưa có mở được. Phải đi tìm ha. Hàng đó cũng là một dạng hàng hiếm. Hy vọng trong mấy cái chest nó sẽ có. Bây giờ quay về. Do phát hiện công thức của Minor Key. Công thức này không khó, bỏ vô hết. Rồi và nó sẽ chế tạo bằng 1200 wheel. Và nó tốn 50. 1200 là tối thiểu ha. Hết rồi. 1200. Để bật chuyển wheel qua bên đây. Ấy ấy ấy, bấm lộn. Chuyển hết qua. 1400. Để chúng ta coi ta làm được bao nhiêu cái chìa khóa. Càng nhiều chìa khóa càng tốt. Chìa khóa không bao giờ đủ. Hình như chỗ này sẽ kiếm Fortman Key nè. Rồi chính xác. Chính xác, chính xác. Nhưng mà phải kiểm tra bên dưới trước. Chính xác luôn, Fortman Key. Rồi, quen lắm. Lấy Fortman Key. Những thứ còn lại mình cất vô đem về xử lý. Đã kiếm được chìa khóa Fortman Key rồi. Mở cửa. Rồi, bây giờ vô đây. Có quái. Ok luôn. Chúng ta kiếm được thêm một cái Minor Key nữa để tiếp tục mở đường. Như lại một ba cái Entry Key Pack. Isnium. Yeah. Isnium. Nó đây rồi. Có cái này thì mới làm được cái Miner. Tuyệt vời luôn. Boom. Phải mở bằng Minor Key mới được. Cho nó xịn. Nó ra cái khu xịn hơn. Không phải là đi cái khu kia nữa. Đã xong, mình mới đi ghi cái bảng để mình biết mấy cái ritual gì. Ta có được Infill Glands và mở lên đây làm công thức. Đây, đeo vô. Đeo vô để có thể nhìn đời qua màu khác. Ta sẽ thấy được nhiều thứ khác, ví dụ như thấy Isnium, nhưng mà trong phần chơi thì đâu có thấy Isnium đâu. Chủ yếu là để mình xuống mình trồng cái cây thôi. Rồi bây giờ cái goggle là nó vẫn có thể nhìn thấy nhưng mà nó vẫn không cho phép chúng ta thu hoạch. Bắt buộc muốn thu hoạch là phải xài Demon Fruit ha. Ritual này sẽ để đi chỗ khác chứ không có để đây. Rồi và đã summon Merit thành công. Bây giờ mời anh Merit xử lý giùm tôi. Không phải Merit lộn, Efrit chứ, nói lộn. Một được bốn. Ok, một cái ro được 4 nè, nghĩa là nó sẽ gần gần được như con Merit ha. Và bùm, slow fall. Cái đó nhảy lên thì cũng tốt, nhiều khi cần nhảy, nhưng mà rớt thì như trái mít vậy đó. Đây là Greater AOE. Rồi kiểm tra coi có phép nào của mình, ví dụ như phép Ham này, chúng ta có thể AOE được không?
Không nha, vẫn không AOE được. Ok luôn. Ở trong dungeon có Snow và Break được. Đây. Đã có được Ice. Hay quá. Thôi thôi. Đó. Vậy là chơi được rồi đó. Còn bên đây. Đi đâu xa xôi. Phải đi đâu xa xôi làm gì. Có thẳng luôn. Chỉ cần để nước xuống là thành snow block. Rồi bây giờ làm cái này. Ê, mana pearl nữa. Cái lộn. Cứ đây. Ok luôn, và bỏ vô làm công thức. Chiu chiu chiu. Rồi đủ nha, đủ nha. Tại vì mình đã kiếm được 3 cục Terra Steel. Nó không có xài tới hết đâu. Thấy không, nó xài con chút à. Rồi và làm Terra Shatterer. Là cây cuốc kim. Bấm công thức. Có rồi thì mình có thể làm được cái Amplify. Rồi còn thiếu shot gem thôi. Yeah, và ở đây Advanced Amplify Clip. Mở lên. Chắc chắn nó sẽ tốn nhiều mana hơn. Chiu 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 chiu. Tinh. Có đủ mana xài không nha? Not enough mana. Biết mà. Một kill. Ôi ôi gì vậy? Yay yay yay, bậy quá, bậy quá, bậy quá mấy em ơi. Nó đứng. Nó bị mình chơi cái phép cold snap á. Rồi, ok luôn. Trong thời gian này, ta sẽ mở cuốn sách lên lại lần nữa. Rồi đây, chúng ta đã có được em Madrid. Cái tên của nó là vậy thôi. Con này là nhân sáo nè. Nhân sáo nha. Raw Ice-Nium. Đưa cho em ấy. Hi. Nghiền cực kỳ nhanh. Đó, chưa gì pop một cái rồi. Và được sao? Đã quá. Nhân sáo đó. Nhân sáo thiệt đã. Cái này nhân được không? À, coi nha. Raw đi bên này. Trong những tập trước chúng ta rất là khổ để nhận. Bây giờ có đưa cho em ấy được không? Không, nó không hiểu. Ồ, vậy là bắt buộc phải làm theo công thức kia rồi. Nó không hiểu rồi. Mình đã dọn dẹp lại hết toàn bộ tất cả những cái ritual của occultism để nó có thể dễ dàng tìm thấy hơn. Những cái nào ít xài để ở xa, những cái nào xài nhiều đem lên trên. Và những cái nào ritual mà cần phải có những cái skill này á, chúng ta sẽ ưu tiên gắn vô trước ha. Còn những cái câu mà cho những cái ritual mà không cần xài á, thì lâu lâu chúng ta mượn tạm từ đây đem qua bển được rồi. Không có cần phải kiếm để làm gì hết. Để kiếm xong cũng để không đó thôi à. Không có cần thiết vào thời điểm này. Và chúng ta đã có được cái thứ hai. Rồi thầy ơi, em đã hoàn thành rồi đây. Mất hai cái luôn đau lòng lắm chứ bộ. Nộp là hả, mất cho. Nhưng mà để bước tiếp lên thì phải chịu ha. Rồi và cái Folio Satchel là cái nhanh hơn. Nó đã hoàn thành. Bây giờ đâu rồi? À đây rồi. Bay thẳng ở trong người mình rồi. Bên dưới này chưa xong. Nhưng mà nó bay vô trước như vậy á, thì chúng ta có xong được nhiệm vụ phía trên không đây? Nhanh lên xong rồi tôi đi. Đó đây rồi. Ok luôn, hai nhiệm vụ đã xong và không phần thưởng. Không phần thưởng và cái cuối cùng. Lock of Isnium. Rồi có luôn, có luôn. Tôi có luôn, bình tĩnh, bình tĩnh. Đi xuống dưới một cái. Xuống dưới chúng ta smell nó ra phát là xong thôi. Mấy cái đây, 4 cái. Smell một lần có 4 cái à. Ok luôn, Isnium nè. Có Crusher gì này nọ rồi là có đầy đủ. Bum. Hoàn thành. Tinh. Căng chưa? Chúng ta đã hoàn thành được thêm Occultism. Tặng cho cái Codex. Rồi Codex này làm gì đây? Không làm gì hết. Chỉ là giấy chứng nhận. Bạn đó gọi là
Master of Oracle and Worshiping thôi. Nhưng mà mới làm có một nhánh thôi nha, còn nhánh bên đây nữa. Đây là nhánh Ma Lâm, mới đi nhánh bên này thôi đó. Bây giờ chúng ta đi qua đây lấy cái Bottle Darkness bỏ trong này. Nó sẽ chuyển đổi thành Dragon Threat. Và tất nhiên nó sẽ tốn aura trong không khí nữa. Đây. Bạn cần min, có min. Bỏ vô. Chúng ta đang chuẩn bị công thức. Mới một cái Terror Steel thôi, cần thêm nữa. Đây là Ritual Brazier. Xong cái quest bên đây luôn. Đi coi thử. Spellcaster ở đây. Đồng ý, Ritual Stone. Mana là một vấn đề luôn á. Rồi, vô quốc. Lên. Bùm. Thấy xuống. Đây là Crater. Mana Regeneration ha. Còn lên được nữa không? Hết rồi. Đi lên trên đây cho nó yên ổn. Và chúng ta sẽ cần phải bấm Widen. Vô tháp lịch of summon Widen. Và đi lấy mọi thứ một miếng. Chúng ta sẽ cần 3 món của 3 con Widen. Rồi, bỏ vô. 1 2 3 và bùm, kích hoạt. Đẹp quá chừng luôn. Rồi nha. Nó kìa, nó kìa. Đâu rồi, nó làm cái gì vậy? Nè nó lại. Và sao nữa? Oh snap. Oh snap quá dữ. Nó bay lên rồi, nó bay lên. Ủa, đâu rồi? Xong rồi, hay quá, tưởng nó bay lên rồi chứ. Ok. Widen Chimera. Một cái. Chúng ta cần một cái nữa. Căng lắm chứ bộ. Nhờ phép. Xài phép xịn ha. Hít thở không khí một chút. Chuẩn bị đợt kế tiếp. Cái Widen Chimera nó hất mình ra khỏi sàn luôn rồi. Mà hơi rớt xuống thì không sao. Chúng ta cũng sẽ rớt ngược lại bên trong đó. Nhưng mà rớt trúng cái phần đất á, thì nó sẽ bị sát thương. Mình đang có slow fall. Từ từ. Chúng ta solo fall xuống. Coi chừng nó rớt này nha. Slow fall nó rớt là vui lắm á. Hết slow fall rồi, bắt đầu rớt. Vui vậy đó. Bắt đầu nó lủi vô kìa. Ơi, nó lủi vô kìa. Đừng. Đừng em ơi. Rồi và nó không thấy mình thì tốt nha. Được chiêu. Nó không thấy mình thì mình xử nó thôi. Rồi đơn giản. Ok. Xong. Đây. Hay quá, đây là tuyệt chiêu, nó không thấy mình xử nó luôn. Hai cái Widen Tribute. Rồi hai cái này chúng ta sẽ làm công thức này luôn. Bây giờ cần có item pick up, đi xuống chuẩn bị cái clip. Đây, tháp lịch of Tribute. Consume on you. Đây là lời hay lỗ? Hai cái được một. Xong rồi, consume on you là sao? Đây, để coi nha. Để coi nha. Bây giờ lấy sót cha lên bỏ vô coi thử. Rồi nó hút vô. Hâm, rớt ra một đống. Mất hết cái lượng vàng bị dư. Nãy còn dư. Bỏ vô 1, 2, 3, 4, 5. Gắn cục này vô. Và chiêu chiêu chiêu. Đủ màu sắc hết. Quá đẹp. Lấy ra. Focus summoning. Gắn đầu. Spell focus.
có chỗ gắn đàng hoàng bộ nè, spell focus gắn vô. Có gì nữa không? Không, không có gì xảy ra hết. Tháo xuống. Cái này mình sẽ nâng lên alchemy. Alchemy trước đi ha. À thôi, để lỡ có một cái ở đây rồi thì làm hai ba cái luôn đi, hiền quá. Ê, hấp thụ luôn, ổ dè luôn. Rồi xong, nó lấy mất cái focus luôn, nghĩa là sẽ tốn widen tribute rồi đó, và những cái widen khác nữa. Bây giờ mình làm một cái mana focus trước. 1, 2, 3, 4. Tháo cái này ra, gắn cái focus này vô. Cái này nó sẽ tăng cái khả năng hồi mana lên nữa. À, xoay xoay xoay, chiếu chiếu chiếu. Tinh. Focus up mana boost. Gắn vô. Ở đây là ba cái Vitalik Sword Link. Mình sẽ gắn lên trên đây. Để khi mình hạ gục Wither Skeleton, nó sẽ tích Sword lên cho mình. Ba cái là cũng hơi mạnh tay rồi đó. Để cho nó nhanh thôi. Rồi bật lên. Và chúng ta sẽ vô trong đây để xử lý. Rồi và như vậy là mình đã sắp xếp được một cái hệ thống để chuyển cái phần đây là source từ trên mob farm chuyển xuống dưới đây, và nó sẽ lấp đầy khu vực bên dưới rất là thoải mái. Giờ chỉ còn một vấn đề là mob farm trên đó phải lúc nào cũng chạy là nó sẽ tốt luôn á. Thì chúng ta có thể làm cái cục diamond được rồi nè. Tháo cái này ra. Đây là cái retour của Agnovao. Và nó là retour obsidian alchemy chứ. Và chúng ta sẽ có cái sót để xuống trước đi. Quăng cái sót xuống trước. Để nó còn cấp vô được nha. Và bỏ vô tablet of shaping. Bỏ cái này vô. Rồi. Kích hoạt. Được 2 miếng, ok. Và mất cái tháp là dropship bin, trả lại cái này. Cái này chúng ta sẽ cần phải kết hợp vô Seachor of Alchemy để cái này lên. Nó sẽ trở thành Activated Seachor of Alchemy. Thì công thức trong đây, nó là Activated. Lấm lại và quăng vô đây. Chú chú chú. Dream Good. Dream Good này chúng ta sẽ nâng nó lên thành Mana Spreader. Và muốn có mana spreader thì phải lấy cánh bông màu xanh đi. Cất vô, lấy xuống, mở lên, bỏ vô. Bỏ này vô trỏng luôn. Và mana spreader đâu? Đây, Elven mana spreader. Oh no, khoan gì vậy? Elementium. Rồi, mana steel. Mana steel thì mình có nhiều lắm. Đi dungeon á, đầy luôn. Chúng ta quăng cục này vô. Trao đổi nhớ coi nha, mana pool cũng hơi nhiều rồi đó. Và bùm, một cái nữa. Có cái này rồi mình sẽ đổi với khu bên đây. Kiểm tra mana spreader nữa không? Crack nó đi. Rồi. Em này lên trên, em này vô đây. Để cho cái cây này nó xịn hơn chút. Với lại cắt đổi cái ở trên để cho nó bắn được hết cái phần này luôn. 51. Ok. Hên chưa? 5 nữa nè. Cần có 4 thôi. Đây, 4. Bỏ những thứ này vô. Rồi bây giờ đi nâng cái infill này lên thành Enchanted Diamond. Đây là công thức để nâng lên Enchanted Diamond. Rồi, và kiểm tra coi nó mất không nha. Nhưng mà Enchanted Parathet là mất. Chính xác, mất luôn. Hay quá. Rồi, tiếp tục bỏ vô và nâng cấp. Mình đã có được 18 cục Enchanted Diamond. Chúng ta lấy xuống. Lấy cái này xuống và coi lại công thức của cái clip. Phải, cái focus. Đây. 18 cục thì sẽ trở thành 2 khối. Lấy xuống, lấy xuống, lấy xuống. Và còn thiếu gì nữa để làm cái focus. Tinh. Lấy ra. Đây là Focus of Advanced Alchemy. Rồi bây giờ phải bỏ lên đây mà xài. Để có thể chuyển đổi những cái cao cấp. Chuyển đổi cái cao cấp cần phải có cuốn xịn hơn Arcane Spellbook.
Arcane này có gì chưa? Nhiều quá vậy. Có break không nha? Này chưa có nè. Giờ transmute đi. Ăn ra. Chú. Wow. Nó nè. Dragon Head. Rồi bây giờ phải đi kiếm một cái Chorus Flower. Chorus Flower là chuyển từ cái đầu này qua. Rồi bây giờ chúng ta đã có được thêm cái Skeleton Skull. Chỉ cần triệu hồi con xương lên là có liền. Và chú. Khoan. Không đúng. Chorus Flower. Đi ra đây. Ai còn nhớ cái cỏ này không nè? Chorus Wheat nè. Cỏ. Cỏ này dục đi chứ làm gì nữa. Đập luôn đi. Ngại ngùng gì nữa. À, có rồi đập ra luôn ha. Chứ không có bị mất. Không sao hết. Đúng chỗ quăng nó vô rồi đó. Bốn cái cỏ. Chúng ta cần phải break cái này ra luôn. Để nó ở một vị trí gọng gãi. Để coi nó mọc lên sao nha. Ruin Chorus Fruit. Giờ phải chờ nó lớn lên nữa. Ôi lớn lên đi. Lớn lên đi. Cái cây Chorus Fruit đầu tiên đã lớn. Bây giờ cần break là siêu nha. Tóc. Rớt cái bông xuống đây. Giờ cây này còn đang mọc nữa. Cho nên mình chưa đụng tới. Cây đó đã xong thì trồng tiếp cây kế tiếp. Để cho nó mọc từ từ. Chúng ta đang có 9 cái skull. Dự định đi đánh thêm Wither Boss. Progression mà chúng ta đang tới đây rồi nè. Ồ, 4 cái Forest Flower. Từ trong này luôn. 4 bông. Đây là mình cũng đang có trồng thêm rồi. Biết, mình biết chứ. Mình biết công thức đó chứ. Nhưng mà vấn đề là không biết là phần chơi này nó có thay đổi không ha. Cái đó là công thức mặc định của bên Hephaestus Fork á. Nhưng mà cái quan trọng á là Idol Wood mà. Ủa, Spitting Table hả? Ủa, mình nhớ là giữa là Idol Wood mà. À, để coi nha, nó kết nối chưa? Kết nối, ok. Cho bên đây một cây Mandel nữa. Xa xa cũng được nữa. Rồi, nó nuốt rồi kìa. Và bùm, Enchanted Soil. Thì theo mình biết là Enchanted Soil là không có di dời được ha. Đập ra là mất luôn. Làm mất cái Enchanted Soil đó luôn á. Còn Overgrow Seed là chỉ có đi tìm thôi chứ không làm được. Cái này từ phần thưởng hoặc từ đơn chân thôi. Vậy nó mới căng thẳng ha. Rồi bây giờ ta sẽ trồng một cái cây này ngay đây. Và quất xuống. Hai bên cùng ăn. Xử lý mana cho nó nhanh. Nó có Enchanted Soil nữa là nó sẽ sản xuất mana được nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ có được cái gỗ Bruce. Rồi có cái này rồi thì trồng cái này xuống thử. Thay thế cho cái loại gỗ của Ark Noval coi sao. Tại vì cái cây này hên xui nha. Cây này nếu mà hên thì nó sẽ mọc ở dưới gốc luôn. Có lá luôn. Còn nếu mà hổng hên thì nó mọc ở trên. Rồi mọc ở trên. Rồi đói tới mức mình ăn lên tới chảnh luôn. Hay thiệt luôn á. Rồi vẫn chặt nguyên cây. Không có vấn đề gì. Ấy. Và có vấn đề duy nhất là chúng ta không có được cái chòi để làm tiếp. Rồi vậy phải trồng ra trước rồi. Rồi nó tới nè. Ôi biết bảo vệ chủ luôn, ghê thiệt. Đúng là hay thiệt. Con kia biết bảo vệ chủ luôn. Nhưng mà sai rồi em. Sai rồi em, sai rồi, sai rồi. Cái hành động này của em là sai lắm luôn á. Đây. Đây là set Unbreaking Fire chuẩn bị cho cái Miner. Đã làm Miner rồi thì sẽ chơi luôn cả Miner xịn nhất. Giờ chúng ta sẽ tách thêm một cái Unbreaking 4 nữa. Mình đang có sẵn một cuốn Unbreaking 4. Mình cho Unbreaking 5. Và hai cuốn file thành Unbreaking 6. Nhưng mà nếu mà có Unbreakable thì khỏi cần phải lo ha. Chưa có Unbreakable thì vậy thôi. Có vẻ như cục Terra Steel cuối cùng có thể làm được rồi đó. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô.
Rồi và tinh. Ghê vậy. Chút xíu nữa. Cái đó là dấu hiệu của thiếu mana đó. Rồi nguy hiểm. Nhanh chóng cấp cho nó cái phần mana còn sót lại. Rồi ok luôn. Xen rồi đó. Vậy mà nó cũng bị dính lại nữa. Thiệt tình. Mình sẽ làm Terror Shatterer. Cần phải có Living Good. Làm mấy cán. Đây là công thức để làm được Miner cấp độ cao nhất. Lên trên đây, chúng ta sẽ cần phải bỏ đồ vô. Nó là 6 món tổng cộng. 1, 2, 3, 4, 5 và... Món thứ 6 đâu? 5 món hả? 1, 2, 4, 5, 6. 6 món. Còn một cái chưa làm là Magic Lamp. Cây đèn dầu. Cần có Iceium luôn nha. Task complete luôn kìa. Trong phần này, task complete. Đây, trong phần trên. Nói chung là trong phần nào đó nó có task complete. Đây nè. Dimensional Mind Sharp. Để cái này vô. Cuốn sách đâu? Cái này có. Không có sacrifice và cuốn sách. Đây rồi. Cây đèn dầu. Ok luôn. Rồi lấy Rhinestone xóa được hả? Nếu mà lấy Rhinestone xóa được thì có thể tính đến chuyện đó ha. Và có cây đèn dầu thôi. Nhưng còn thiếu. Cây đèn dầu gắn vô đâu? Không có Dimensional Mind Sharp. Trong lúc chờ đợi bên kia thực hiện công thức thì mình quất cái lem lên. Nó sẽ có Unbreaking trước đi ha. 13 cấp. Mà Unbreaking. Rồi. Chúng ta sẽ có cái này lên cái đi. Bỏ vô. Unbreaking. 6 luôn nha. 17 cấp để có được Mending. Ố dè luôn. Chịu chơi quá. Gắn vô luôn. Rồi thích thì sửa. Độ bền nó bao nhiêu thì chưa thấy. Bây giờ qua lại khu bên kia. Rồi bên đó đã xong chưa? Còn chút xíu nữa, đứng chờ chút đi. Anh Du nữa hả? Rồi và xong, Dimensional Mind Sharp. Rồi và lên đây nhận phần thưởng. Phần thưởng của tôi. Tinh tinh, kinh nghiệm và Unbreaking. Nature Mending. Chà. Này cho vô để đẩy cấp độ Unbreaking lên thêm được 1 nữa ha. Tối đa là 9. Bây giờ thì mình sẽ tách thêm cường hóa in du sinh ha. Hãy bỏ cây này lên và cái này vô in du sinh. Nghĩa là khi nó xài gần hư nó chỉ giữ lại 1 độ bền. Ôi 35 luôn. Khủng khiếp. Đau lòng quá. Giờ gắn thì gắn vậy thôi, nhưng mà cái đèn này có sử dụng được in du sinh hay không thì phải sử dụng, phải xài mới biết. Chứ cái mặt này còn bên hông. Ok, gắn cái này lên. Mở lên và bỏ vô. Đèn đâu? Đèn xịn của tôi đâu? Bỏ vô. Coi mất độ bền sao nha. Unbreaking 6. À khoan, cái ọt nó đẩy vô trong này rồi đâu biết gì nữa đâu. Coi này nha, transmute cái này. Ấy, nó chuyển tới chuyển lui được. Mình đã leo lên chỗ balcony, ban công á, để chúng ta làm cái khu dành riêng cho một cái bàn Hephaestus và được không? Ok luôn, được. Vậy là không có đổi công thức, mừng quá. Và mở lên. Aureal chưa có. Ta sẽ cần phải có Aureal ha. À, muốn làm Aureal là phải chuẩn bị thêm. Phải làm thêm cái này nữa nè. Đó. Cái này để lên 8 cái cột xung quanh đó trước. 8 cái chính xác. Và coi thử Crystal có thêm chưa. Crystal có thêm rồi đây. Nhưng mà phải fortune ra thêm được thì nó mới tốt.
đất sét làm bằng bên đây luôn. Mở lên và cho những thứ không cần thiết vô chổng. Đây là đầu của cây búa. Có rồi thì vứt luôn cây diamond luôn cho đẹp. Hiện tại là mình cũng đã có treo máy, cho nên nó được Arcane Crystal 100. Lấy ra liền. Có trình ra một đống. Được. Đâu rồi? Đó, ok luôn. Mớ này mới có thể sử dụng được nè. Việc để lên là xong và bập 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 bập. Trong này sẽ có Aureal. Nó tự động nó xử lý cho mình. Tiếp tục. Chúng ta sẽ coi Pedestal. Làm Pedestal. Cái này để gần nhau cũng được, nhưng mà tại vì sắp xếp nhìn chó đẹp thôi ha. Rồi và bây giờ Eternal Staller. Mình đã chuẩn bị công thức để chúng ta biến cái Play Spawner này. Có tốc độ, có này kia hết. Và để xuống. Tắt nó đi. Bây giờ ta sẽ cho ta món này vô trước nha. Không cần quan tâm. Bỏ vô, im lặng luôn. Và cầm cái này lên, giảm cái spawn rain xuống. Xuống tầm 3 ô. Thường là để 3 ô thôi, cho nó gọn. Và break, break mới phải coi nè. Break siêu thích. Break tầm 7 là khóc nha. Ở đây là Play Spawner mà tại sao xuất hiện Vengeance Spirit là sao? Không hiểu luôn. Nhưng mà có chứa được không? Ôi đầy rồi, xong rồi. Quá nhanh. Đây là Play Spawner mà nó lại xuất hiện Vengeance Spirit. Nhưng mà vẫn rớt ra Play Rot. Ok luôn. Và cái tốc độ lắp đầy tương cà cũng rất ổn. Thành ra chơi luôn, không sao hết. Qua đây nói chuyện. Chúng ta có thể mua được một nguyên khối Stellarite luôn, chỉ với 1 đồng thôi, quá rẻ. Nhưng mà cái mình cần mua là cái này nè. Sau tractor. Tinh. Cũng có 1 đồng thôi à. Quá rẻ ha. Đi về. Crack bằng spell nó không nổ luôn, đỡ ghê. Không thấy nó sáng lên ha. Bỏ thử thôi, không được. Vậy là nó có vấn đề gì rồi. Có corrupty rồi. Thì ta kết hợp lên thành Dark Soul. Để xuống đây, bùm. Idol Good. One mil lần nữa. Cây này nó chỉ có nhiều đầy thôi đó. Nó sẽ hơi bị tốn luôn á nha. Rồi giờ break nó đi. Mình đã di dời nguyên một cái bộ để làm Stellar Ride lên trên một cái khu không có bị chặn gì hết. Nhiều khi nó bị chặn trên đầu nó cũng sẽ khó chịu. Nhưng mà mình nhớ không có chuyện đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay đổi 4 cái pedestal nằm ngay chỗ 4 của Obelisk nha. Lấy cái spawner ra luôn. Lấy xuống, gõ. Ơ, chạy. Không sáng đèn. Ôi, nó phải sáng đèn chứ. Đây là cái Stellar Ride đầu tiên. Eternal Stellar chứ. Và mình có thể cho vô trong cái này. Sau attractor trước. Để mình còn đi attract sâu ra. Ta sẽ bỏ này vô tiếp. Bỏ lộn chỗ, bỏ bên đây. Rồi bây giờ tiếp tục làm thêm một cái Eternal Stellar nữa. Bỏ vô, không chịu. Là do nó có Unbreaking á. Unbreaking cấp độ 6. Không cần quan tâm nữa. Bỏ lên, làm cái slab. Xong rồi ta sẽ làm cái này luôn. Giờ cường quá liên vòng kiếm là có, cho nên không khó. Có hết. Ok luôn, chịu chơi mà. Eternal Master Miner Matrix. Eternal rồi, khỏi lo nữa. Và tất nhiên là cái này là một đống vẫn được. Nhưng công thức nó hơi mệt ở chỗ Terror Shatterer. Rồi và ngày này cũng đã tới ha. Những em ở trên đó sẽ bị mất não. Không có cần phải chạy lòng vòng nữa. Chỉ đứng yên một chỗ thôi nha mấy đứa.
lên đây hoàn thành cái huyết đàn cái để đi tới đi lui cho nó khỏe. Cái phần này là phần bên trong thì mình sẽ xài cái màu nó khác với cái phần cột. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải có một cái bộ filter từ đầu này đến đầu này để đem tiêu hủy hết mấy cái kiếm. Thì kiếm đây. Và bên dưới này là mình đang filter theo item tag. Thấy là coi bộ nó cũng hơi bị dư thừa. Chỉ là cần standard item filter cũng được. Rồi đầu này nó cho vô cái gì thì nó cũng cần phải biết. Kiếm. Chúng ta test liền. Cất kiếm mấy con ơi. Để tôi kiểm tra coi đúng không nha. Trong này là không được còn cái kiếm nào hết. Bất kể có kiếm là đều được đưa đi bên kia. Đó có kiếm rồi kìa. Không thấy. Và đây. Chính xác. Tất cả những cây kiếm đều đi qua bển. Mình đã dời vị trí. Và mình sẽ linh từ đây qua bên đây. Thì từ đây xuống bên kia. Nó cũng đi xuyên tường á, cho nên không sao hết. Rồi bây giờ coi nha. Bỏ kiếm vô. Và ở bển sẽ tự động nhả kiếm ra. Đúng không? Chính xác. Nhả kiếm ra xong rồi sao? Là và đơn giản. Tiêu hủy. Không muốn giữ những món đó. Thì kiếm là chỉ xuất hiện khi mà mình hạ gục Wither Skeleton bằng tay thôi. Phần còn lại thì không có. Chúng ta chỉ cần những cây kiếm đó đi nơi khác. Sạch sẽ. Kiếm nè không? Bay rồi đó. Tiêu hủy. Ok. Tuyệt vời luôn. Và bây giờ chúng ta vô ta quất cái này trước đi. Mình đã có được 13 cục nữa. Để nâng huyết đàn lên cấp độ cao nhất. Mấy cục này đáng lẽ sẽ phải là một cái rune gì đó. Rồi và lên chưa? Kiểm tra, kiểm tra. Bum. Ok vậy. Huyết đàn cấp độ 5. Yeah. Blood up. Blood up đâu? Acme blood up. Hellfork block. Cái đó thì nhiều lắm. Thoải mái đi. 80.000 lần đó nha. 80.000 LP luôn. Chuẩn bị tinh thần. Ngồi đây bấm. Ở bên này là nó sẽ không có chịu nổi đâu. Phải tự bấm thêm vô. 80.000 là 8 lần thôi chứ không gì hết. Đã có được. Acme Blood Up. Lấy. Bấm cái xác nhận chủ quyền cái này. Rồi và xong nhiệm vụ của Blood Magic. Được thưởng cái Codex. Bé Matrix đang nghiền tới 64 cái raw iron lận nha. Và đã nghiền xong nè đó. Khủng khiếp chưa. Rồi chỉ cần quăng ra và nấu lên thôi. Là chúng ta có được một đống xài liền. Chiu 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 chiu. Ê. Em bậy lắm luôn em ơi. Em bậy lắm luôn á. Chỗ tôi nấu lên rồi nó lấy nó nghiền ngược lại nữa. Đã có được. Trái bí. Qua wow, đập trái bí ra. À khoan quên. Phải điêu khắc trái bí nữa. Chia ha. Mana steel chia nhiều lắm. Chia cho một cái. Điêu khắc. Break. Anh Ngô Lâm mình chịu hồi ra nó có tiễn mình lên đường hay không đây. Và ta sẽ cần phải có ham nhưng mà có pho chặt đi. Anh Ngô Lâm chuẩn bị. Đây rồi, bông đỏ. Chúng ta sẽ cần phải có mana. Tiếp nha, đây là Blue Orchid. Blue Orchid đổi thành cái này. Cái này là Alium. Alium lại có thể transmute được nữa. Dữ chưa? Hình như không cần đâu. Đâu để mình làm transmute một cái. Rồi đó. Ra được bông cao. Mà có bông cao là có đủ thứ. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục chuyển đổi cái bông Row Red, Row Bush. Là lát. Ê, chưa. Còn đợt chiếu nữa. Sunflower. Cái này đúng là nên có hết đủ thể loại luôn ha. Dù như đây. Lilac nè. Tụm lên.
thêm nylon. 4 cái bông cao là phải có hết. Tại vì 4 cái này nhiều khi cần dữ lắm. Cần 16 trước đi ha. 16. Để coi thử coi nó ra chỉ gì. Ok luôn. Hết mana. Đây là mana wheel cloth. Để lên, để cái bông sunflower lên. Teru teru bozu. Nập. Oh, tuyệt vời. Rồi làm tiếp. Mana mirror. Coi thử công thức mana mirror luôn. Rồi bấm lại công thức. Em đi nập luôn. Được tặng Lotus. Lotus cũng có mana thôi. Mana lên cả khúc luôn. Đã. Rồi bây giờ trước mắt là mình sẽ làm một cái dàn spark để nộp cho thầy. Và pixie dust chúng ta lại cần phải có thêm ender pearl. Ender pearl đem đi trao đổi. 8 cái và chú. Rồi mở lên. Đây là dispersive dominant recessive và isolated. Em thử coi thầy có yêu cầu nộp không. Có luôn. Yeah, mất hết. Rồi nộp rồi đó. Và cái tiếp là Gaia Guardian. Đang làm tới công thức này nè. Rồi giờ quay lại cái spark cái. Isolated. Mất. Đau lòng chưa. Rồi bây giờ isolated này mình sẽ làm thêm cái nữa. Để đi làm thêm cái rune cái. Bây giờ đã có thêm được. Để làm được cái isolated spark augment. Chúng ta sẽ isolate cái này ra luôn. Để đập hai cái pylon ra mới thấy được cái spark gắn lên isolated nha. Nghĩa là nó sẽ được đưa riêng ra chứ nó không có gom chung nữa. Hệ thống không liên quan. Hệ thống spark á. Bây giờ cần phải làm beacon. Có công thức rồi đây. Beacon. Vô. Chơi bên dưới là block up go luôn. Cho nó sang. Miễn sao beacon là được. Không cần kích hoạt cũng không sao. Bây giờ đã sẵn sàng kích hoạt trận chiến. Vô. Obstruction nearby. Gắn cái natural altar xuống. Ok, complete. Vậy là nguyên một cái khu natural aura là được đưa lên trên này luôn rồi. Chúng ta sẽ có hai bên để riêng ra xài. Rồi còn bây giờ bên dưới là sẽ dọn tiếp. Để lấy chỗ rộng rộng mà chơi Gaia Guardian. Với lại cái khu mà Agnoval á là phải kiếm chỗ cho nó luôn được rồi đó. Đây. Chú chú. Rồi hai cái này chuyển đổi. Chúng ta coi lại một cái nha. Chuyển cái này trong. Phải quăng vô bên này mới được. Rồi quăng một cái này vô. Rồi lên trên kia. Ở đây thì để đánh dấu được cái khu nào chúng ta cần bỏ vô thì mình sẽ chơi như vậy. Chúng ta sẽ bỏ cái gold powder xuống. Nó phải tạo ra cái hình như thế này. Thì nhiều khi nhìn vô chổng khó biết ra hình thù gì thì đây. Bây giờ bỏ thêm cái sapling vô. Nó mới đủ. Và lên. Bắt đầu retour. Ancient sapling. Lên đây. Đó, rất được hai cây. Và cái này làm gì? Cái này nó sẽ hồi phục cái aura ở trong không khí. Aura trên đây đang bị suy giảm nè. Do mình để cái onta xuống, nó rút. Nên chúng ta sẽ trồng cái cây để cho nó hồi lại. Và trồng cái cây thì ta sẽ cần phải có chỗ gắn cục đất xuống. 4 cái ancient sapling. Em trồng xuống 4 góc. 4 góc. Cái góc này. Cái góc này. Và cái bên đây. Bên đây chỗ này nó hơi sát. Có thể chúng ta sẽ cần phải chỉnh nó lại một chút. Rồi và đã có được 4 cái cây ancient luôn. Và nó mọc cái rễ vô tới phía trong này luôn nè, thấy không? Dọn bớt. Đứng từ xa nhìn vô thấy nguyên cục luôn. Một đống luôn á.
Rồi và leo qua đây, vô trong đây, ghê không? Cảm giác ấm cúng lắm chứ bộ. Bây giờ chúng ta làm thêm Brilliant Fiber công thức ở trên đi. 4 cái công thức ở dưới là sử dụng full gold. Rồi không cần quan tâm tại vì nó cũng chỉ có 2 cái thôi. Và gắn vô đây, gắn vô đây. Ok luôn. Cất. Bây giờ đi xuống dưới, chuyển đồ của Ad Nova lên. Đây là clip clip. Để chúng ta làm nhảy. Cái này là launch thì đặt lại cái tên ha, nó không có đúng. Phóng lên thôi. Còn clip là nhảy nhẹ nhẹ lên. Nhảy mà bay cao quá là bay đi luôn á. Tiêu clip. Clip đâu? Phải amplify lên mấy cái. Với lại nhớ slow phone vô. Không mà đi luôn á. Rồi. Nó sẽ lướt tới như vậy thôi. Nó cũng có thể lên trên đây được. Ở đây là đem tất cả các loại action của Ad Nova lên trên này. Và đang suy nghĩ gắn cái cuối cùng ở đâu cho đẹp. Gắn ngoài đây thì nó kỳ quá. Nhưng mà gắn ở đây thì nhiều khi nó chặn đường ha. Đường này mình cũng không có đi tới đi lui thường xuyên cho nên mình để đây được. Chúng ta đem shot chuyển xuống nữa là được. Bụp, bụp. Ba stack. Từ. Chỉnh lại. Rồi chúng ta sẽ bỏ vô chậm. Bỏ vô. Bỏ này vô luôn. 1, 2. Trước mắt là nhiêu đây đủ rồi. Không có cần làm thêm. Rồi hai cái này kết hợp lại có mất không? Tương cà không mất, đỡ quá. Tiếp tục cho nó hết luôn. Đi ra coi này mút được không? Không mút được, mất. Ổn. Đã có thêm được một cục sâu chem nữa, hai cục. Chuyển mấy em gà, mấy em thỏ đi qua nhà mới nó dễ dàng hơn ha. Rồi ai đi trước đây? Gà hay thỏ đây? Ở đây, hello, hiu, nhảy vô, rồi chạy đâu hả mấy đứa, chạy đâu nữa, nó còn thỏ màu khác kìa, đó, thỏ nó có cái bụng trắng, rồi mấy em này thì sao, bye bye thôi chứ sao giờ, ê, ở đây con, ở đây, chúng ta sẽ gia tăng số lượng lên lại ha. Để tới lượt là bầy gà chuyển nhà. Gà lên đường con ơi. Đi. Ê, quên mất còn con beaver. Quên mất tiêu luôn. Cái này mình cho giảm số lượng lại luôn. Có gì mình tăng số lượng lên sao. Đi luôn con beaver rồi. Và vậy là mình đã xong được cái phần chuồng thỏ, chuồng gà mới. Giờ còn con cù. Chúng ta đi coi mua con cù luôn. Cho nó đủ bộ. Cù thì mua trong đây. 1 đồng vàng. 2 con thì 2 đồng vàng. Mua luôn. Trả tiền và ship. Mua luôn đi. Rồi, thả cù vô trong. Ok luôn. Mình còn nâng cấp, từ. Mình còn nâng cấp thì tạm thời mình sẽ chưa có đem nó đi đâu hết. Chúng ta sẽ cần phải kết nối lại ha. Kết nối lại do chuyển đi. Với lại link lại mấy cái này. Sáu cái chảo. 6 cái luôn nhưng mà mới có 3 cái thôi. Chỉa vô, chiếu vô. Để coi bên đây nó có thể lấy đồ ra từ dưới khoảng khách này hay không. Thì chúng ta sẽ làm một cái phép gì đó đơn giản. Đơn giản cỡ này đi, select đi ha. Ô dè luôn, tuyệt vời luôn.
Đúng là Magic có khác. Ghê không? Magic có khác. Sai vậy nó vẫn thấy. Và nó vẫn lấy được để nó làm được cái clip. Ấm vô, unlock clip. Có đầy đủ luôn. Một cái enchanting, một cái này. Bây giờ phải coi để chuyển cái source từ trên đó xuống đây. Chia ra cho hai khu. Đó, nó bắt đầu nó send cái source xuống rồi. Nãy bấm ngược. Hèn gì thấy lạ lạ. Chết cái. Ê! Xỉm. Xỉm chút xíu nữa. Giờ chế tạo thêm cái relay splitter để nó chia ra. Như nó chia tín hiệu ra vậy đó. Trên xuống xong nó tách ra làm đôi. Đây. Splitter. Rồi và split thì phải lấy từ trên đó mà split xuống. Trên đó vậy để ở đây. Và kết nối vô. Đó, nó đang bắn xuống rồi nè. Chiu 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 quá chừng luôn. Giờ mình có một cái relay ở đây. Relay này mình sẽ gắn deposit. Rồi send đi. Chúng ta sẽ cần có thêm một cái deposit nữa. Thêm một cái deposit ở đây. Rồi từ đây send qua đây luôn. Nó là splitter cho nên nó send được nhiều location lắm. Còn cái này deposit thì nó sẽ chia được qua tới bên bển luôn. Khỏi lo. Đó. Cần chuyển không dây từ phía trên xuống. Ma thuật mà, magic mà. Cái này thì thêm sót cha. Ê, 1166 chứ quên, coi lộn. Rồi mất cái miner nha, không vui nha. 1664. Ở dưới hả? Phải không? Phải dưới không? Hết hồn. Hết hồn luôn. Tưởng mất tiêu rồi chứ. Cái này làm cực lắm luôn á. Mất là khóc hận luôn á. Làm lại cái khác. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái này vô chạy tiếp. Chỗ này rộng rãi nè. Đối diện cái khu nuôi bò. Thì chỗ này chúng ta sẽ trồng cây. À trồng cây thì sẽ cần phải đổi lại thành phần đất hết. Không sao hết, dọn ra. Crack AOE cho nó nhanh. Sau đó kéo lại. Chiu chiu chiu. Rồi thiếu đất rồi đó. Thiếu đất thì đi làm thêm đất một cái. Chuyển cork dust thành dirt. Xong rồi lại tiếp tục lấy cái phần này lên. Chúng ta sẽ chuyển nó ngược lại thành cork dust. Bỏ vô coi. Bùm. Bam 2. Là được nhân đất lên rồi đó. Ghê chưa. Tuyệt chiêu, tuyệt chiêu. Đây mình kéo ra. À, coi. Chúng ta sẽ cần phải lấy lại cái phần quartz đất. Mà ta vừa đặt xuống hồi nãy. Sau khi chuyển thành đất đó nha. Và tiếp tục. Dòng lập. Hình như không còn món gì hết. Ở đây còn chỗ nè. Tạm thời chưa có trồng cái gì hết. Trồng lúa mì đi. Ở trong này nếu mà cần trồng thêm cái gì đó thì nhét vô thêm. Rồi bây giờ trong này đã xong quy hoạch lại. Giờ mình sẽ cần phải cho những cái cây pumpkin với lại melon nó lớn lên. Cho ra trái. Rồi còn chỗ để trồng xuống Cosberry nữa nha. Chúng ta làm luôn. Cosberry thì mình sẽ xài khu đối diện đi. Đặt xuống luôn. Không được. Phải là đất mới được. Ở bên đối diện này sẽ trồng những cái cây mà nó đâm đâm có gai.
thắng vô thôi. Rồi được thì chơi ta bân cô vô luôn nè. Kiểu hồi ta bân cô cho nó thu hoạch luôn, mình khỏi cần phải thu hoạch nữa. Giờ coi thử một thứ. Water Citro bấm vô không được, nước chảy tùm lum hết. Phải lấy cái xô mà múc vô chứ không có chơi như vậy được rồi. Rồi chặn lại coi, coi ở đây nó bung cái gì ra rồi. Nó bung mấy cây này ra thôi, thì mình gắn xuống thôi. Bung ra thì gắn xuống lại, không có gì hết. Mình đã dọn dẹp rất là nhiều và chỉ còn mấy cái thùng thôi, thì không biết là nó có được chứ. Vẫn chưa được. Lý do? Lý do? Vẫn còn vướng cái thùng. Mấy cái đồ này nè, những cái đồ này là những cái đồ mà không có stack lại được, là nó không có gom lại thành một cái ô được á. Thành ra mà chứa vô chung á, nó rất là phiền. Mình không có muốn hệ thống của mình nó bị đầy bởi vì những món đồ như thế này. Cho nên hả, mình sẽ cần phải làm thêm ổ chứa dành riêng cho nó. Có cái gì compression vậy? Phải cất cái này xong cái coi nha. Progression. À, cái cuối cùng. Rồi, nhận thôi. Nhận luôn. Chapter này xong, chapter này khởi động thôi chứ gì hết. Bây giờ là quan trọng nè. Bấm. Vô. Vô rồi nha. Chuẩn bị. Gaia. Gaia 1 thôi, không có gì. Gaia 1. Giỡn hả, đâu có cần gì phải cần quá xịn đâu các bạn. Chỉ cần lên absorption là vô chơi được rồi. Trời thuốc quá. Đi lấy cái kiếm đi. Thiệt tình. Đi luôn. Rồi và xỉu. Crash. Bỏ tài luôn. Vừa mới lấy cái kiếm, cái hết sức nằm xuống là crash. Nhưng mà đã lấy được Gaia Guardian Head cộng với Gaia Spirit. Đi nộp cho thầy, đi nộp cho cô chứ quên. Lady Mayhem đang cần. Boom. Gaia Head. 1 được 4. Chapter complete. Ồ, mua gì dữ à. Chapter nào complete nữa? Dưới này hả? Dưới à. À, Bothania, Bothania. Ok luôn, cho Gaia Spirit quá chừng luôn. Tuyệt vời. Rồi mở lên. Chúng ta sẽ có Flujo Tiara. Tinh cái này là không có cánh gì hết nha. Rồi và đau lòng lắm luôn nè. Giao nộp. Được thưởng gì cái? Không có thưởng. Nhưng mà phải đi nộp. À không cần nộp, đỡ quá. Ok luôn. Black Hole Talisman. Black Hole này làm sao? Bấm công thức. Tinh. Và nộp luôn. Nộp luôn. Lady Mayhem. Đồng ý. Codex kế tiếp đã có. Yeah. Cất Codex vô. Rồi Flujo Tiara. Bye. Slot Head. Gắn vô. Cho chúng ta không có mana. Thành ra ta không sử dụng cái Flujo Tiara được. Nhưng mà cái này cũng vui lắm. Nó có mấy loại cánh khác nhau á. Theo từng màu nè. Ví dụ như ta gắn cái Nether Cord vô đây. Nó sẽ lên hình. Flujo Tiara. Tên. Oh yeah luôn. Đây là Pháp Sư Thiên Thần. Mọc cánh đàng hoàng luôn bộ. Ghê chưa. Đầu tiên là làm cây sai. Cây sai của Ma Lâm. Công thức đây. Công thức này cần có process. Rồi bỏ cục này lên nấu thôi. Soul Stone. Mấy bữa có. Nấu lên. Quăng cái này xuống. Rồi. Cái nấu đâu rồi. Nấu ra một đống.
làm cây sai là lên cây này luôn thì tốt, nhưng mà giờ có cây này thôi. Phải bắt đầu đi chậm chậm được rồi đó. Giờ đã chỉnh lại, kiểm tra coi đúng không nha. Bùm, ok. Nó đó, đây là cái Enchanter. Rồi bây giờ cần phải có mana vô trọng, làm spark thôi. Spark công thức rất đơn giản. Còn spark nè, trắng lên luôn. Rồi cái đồ này bây giờ là phải coi xài sao. Rồi để lên đây, để lên trên cái bông này nè. Bấm, không đúng. Không đúng nha. Chúng ta đập cuốn sách ra, đập cái này ra. Chúng ta bỏ hai cuốn sách xuống. Rồi, ngồi chờ. Nó không chạy ta. Giờ chúng ta không cần quá kiểu đó nữa. Cần quá vậy mất sách luôn nè. Chơi luôn. Soul Reaper. Không cho vô được luôn. Chỉ cho vô kiếm thôi. Rồi sao kỳ vậy? Ấu về luôn. Rồi hay quá anh ơi. Tới lượt nó nè. Chỉ cho vô vũ khí. Cho vô cây kiếm mới giữ. Cây này cây liềm. Không có tính. Mình chơi vậy cho tôi làm cái gì? Hả? Cho tôi làm cái gì? Vậy là chỉ cầm mấy cây này thôi. Mà cầm mấy cây này là phải trong cái tay. Chúng ta sẽ coi những cái con của Arknoval á. Mấy con Widen nó sẽ rớt được cái ngọc gì nha. Đó, ví dụ như con này chẳng hạn. Có nè, Swift nó biết bay. Tiếp. Rồi và có con chó Innocent. Từ từ, bình tĩnh. Đây có em này nữa. Guardian Aqua Arceus. Nó phải có cái đó để farm mấy con dưới nước nữa. Mình chỉ cần cầm cây lưỡi hái trên tay là xong thôi. Không cần. Ồ, cái phép đó tạo nước đá đây được nữa. Cái phép free của mình đó mà. Vậy thì break được không? Coi thử coi. Ấu về luôn, lỡ free tiếp rồi. Tạo nước đá nhưng mà không có break ra được nha. Rồi thôi, đừng nên làm như vậy. Banh hết cái khu này sao farm mực. Bậy lắm luôn rồi đó. Rồi và chỗ này là có dơi. Có dơi thì farm dơi. Dơi farm bằng băng được. Ồ, chuẩn không trúng. Chuẩn phải trúng nữa. Con dơi đâu rồi? Đó, nhắm vô con dơi. Chúng ta sẽ kiếm được Ariel. Hồi dơi cho quá chừng luôn. Mực cho ít. Dơi mới có chút xíu à. Hào hào luôn nè. Quá chừng. Chúng ta sẽ làm cái Small Enderman Gate. Và cần phải có một đống Horrid Fruit. Bấm vô công thức tinh. Còn thiếu cái gì giữa? Eye of Ender. Có luôn. Và đây, triệu hồi Enderman ra chơi. Thì triệu hồi Enderman này cũng phải có tiệc chiêu ha. Triệu hồi Enderman. Cầm này lên trên tay, cầm cây sai lên trên tay. Và đợt thứ nhất, Enderman. Enderman. Vui quá. Bây giờ mở nhiệm vụ lên coi. Trong phần ma lâm, chúng ta sẽ cần phải trồng mấy cây này xuống trước. Nâng lên cây Soul Standstill size cộng 4 magic damage. Trồng cây xuống trước. Con mew quá đơn giản. Ok luôn và chỗ này expo rune good luck. Bấm vô. Đây là holy sap. Trên kia cũng có một cái. Bấm chưa có được, phải bóc vỏ ra. Đây. Bấm. Chúng ta sẽ có Holy Sap. Rồi kiểm tra coi còn đoạn nào có không. Không có thì hốt nguyên cây thôi. Rồi cây nó chưa có fail nữa. Mình hốt cho nhanh.
Chúng ta coi coi có thêm sapling không nha. Có luôn. Ok. Ở cận đoạn nè. Tiếp tục là trong này và tặng slam ball. Cái này làm được slam ball. Bây giờ chuẩn bị làm tới công thức này. Onta, spirit onta. Cần có cái đó. Và tinh chưa được. Giờ thiếu rune này nè. Thiếu mấy cái plank. Làm plank. Cất đồ vô. Rồi onta, chúng ta kiếm chỗ đặt xuống. Bây giờ làm thêm pedestal. Bất kỳ cái ritual nào cũng phải cần có mấy cái bệ đá. Nhưng mà cái này là bằng gỗ. Rồi và làm thôi. Gỗ nhiều lắm, thoải mái. Cất vô. Nó có rune good. Đầu tiên là rune good trước. Làm 4 cái trước đi. Để sao cho đẹp. Rồi và làm hack ash. Để cái này lên trên đây. Xong sau đó nó mới chế tạo 4 cái. Nó rất là chậm cho nên phải chờ. Cái này là để item. Rồi đó được 1 cái rồi nè. Vui chưa. Và bập amethyst dust hack casting. À, lên cây này luôn. Lên cây này. Chúng ta sẽ cần phải có những món này. Bỏ 3 thứ vô. Wicked Earthen với Arcane. Bỏ Iron với lại cái này vô. Mỗi một lần chế tạo một cục. Vui ghê luôn. Rồi gắn lên. Bỏ vô luôn cho nó thoải mái luôn, không chịu. Nó bắt là phải để đúng thôi mới chịu. À, và ta vô đây coi phần thưởng có gì đặc biệt. Soul Steel. Hello Iron Ingot. Hello Go chứ. Cây này cũng mất độ bền. Vui quá ha. Thì cây này khác gì cây kia. Sách đâu, mở lên coi. Cây này bền hơn cây kia thôi. Độ bền cao hơn. Giờ mình làm tiếp mấy cái phần Go. Đó là Hello Go của Malum. Chúng ta sẽ lấy. Và cần phải nấu thêm mớ kiến rồi đây. Để mình có thể làm cái cha. Mấy cái cha mình bỏ spirit vô cho đẹp. Đã có được Hello Go rồi. Chúng ta vô trong đây coi. Được thưởng thêm 4 cục. Giờ mình sẽ cần phải quăng cái này vô. Ta đã làm thêm kiến. Ta sẽ làm những cái cha. Spirit cha. 8 cái trước đi. Khoan. Có cho thêm không? Không, không cho thêm. Ta có thể bỏ cái này vô. Bỏ những cái spirit vô á. Nó chỉ chứa được một loại spirit thôi. Hiển nhiên. Rồi giờ còn thiếu thì làm thêm glass pen để làm thêm 3 cái cha. Coi lại 8 loại spirit. Lấy bỏ vô hết luôn. Chúng ta còn dư mấy cục nè. Nó sẽ có 8 loại tổng cộng. Bỏ vô. Giờ mình sẽ nộp 64 cái spirit này. Aerial. Submit. Xong. Giờ làm cái crew size này là pass thôi. Giờ phải làm lại cái size đó nữa. Hay giảm lắm luôn á. Rồi submit luôn đi. Ok. Hello Spirit Resonator. Rose. Court. Rồi đây có luôn. Nộp luôn. Cho phép thoải mái Spirit. Và token of Undying Friendship. Cái này không liên quan gì hết trơn á đó. Cái này bên Nature Aura rồi. Nature Conlin. Offering to the God. Giờ còn cái này nữa. Bây giờ lấy phần này. Bỏ anh chảnh. Để chuyển đổi. Đây. Natural. Bây giờ đi lấy cái bình này. Quăng vô trong hồ mana.
chuyển đổi nó. Sustain. Lên đây. Quăng cái này vô. Nó biến thành Bottle Gods. Và kiểm tra. Chính xác. Còn thiếu những thứ này lấy chế tạo. Chuẩn bị làm một cái retour. Làm token. Đấy. Đúng là nó sẽ chạy. Chuẩn bị và bùm. Token of Fear. Mới đi mua ông dân làng xong để về giải cứu. Chúng ta phải giải cứu để có được ông dân làng bán cá. Rồi còn thiếu Golden Apple thì là một trái. Và chiếu hôi. Ê, zombie. Cho nè. Rồi và cứu nè. Đặt cái barrel ra sẵn luôn. Rồi, ông dân làng đã được giải cứu xong. Và unemployed. Đây. Đã tìm thấy. Chỉ cần một emerald thôi. Bucket of raw coal. Đứng lại. Đi đâu đó. Tôi mua 4 xô. Rồi, cất vô và lấy cái này. Đứng lại. Ai cho đi? Muốn đi hỏi ý kiến của tôi chưa? Chưa hỏi ý kiến của tôi mà đi long nhong. Ai cho? Bây giờ làm chỗ nước. 1, 2, 3, 4. Thả cá ra. Hey, nó kìa. Rồi bây giờ bắn nó một cái. Chú. Được con cá. Xong. À, cá này mà thả ra thì có ổn không ta? Thôi không thả nữa đâu nha. Cứ để nó đi rồi tính tiếp. Giờ tới token of sorrow. Yo. Cây bự vậy. Và nó sẽ hấp thụ những cái offering. Rồi, chuẩn bị boom. Token of sorrow. Có hai món này rồi. Chúng ta coi làm cái offering to the god. Ở đây. Giờ cái này sẽ cần phải có chỗ. Chuyển đổi Penny thành Dandelion. Dandelion lại chuyển đổi thành Puppy. Ok. Và bay lên trên kia. Gắn mấy bông Puppy xuống. Ồ dạ luôn, có một số bông Puppy chuyển đổi tiếp rồi. Này chúng ta lót cỏ nhìn cho đẹp. Vòng trong vòng ngoài. Ok luôn. Và cái cuối cùng là cái offering table. Xong. Thì có công thức này rồi, chúng ta sẽ làm được những thứ khác. Đây là token of joy. Bum. Hai cái. Có token of joy rồi, mình lên trên kia mình làm công thức kế tiếp. Và để có thể làm được cái này, chúng ta sẽ cần phải có ingot of the sky và cần có spirit conlin. Bỏ sorrow vô. Bum. Ôi trời. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi đó. Thành Griff. Rồi. Búp bê. Đây nè. Đây là búp bê Griff. Bây giờ ra đây. Ta sẽ quăng vô đây 16 cục và quăng ra. Âm, xét đánh vui quá. Rồi chờ thôi. Chờ nghi lễ hoàn thành từ trên trời rớt xuống. Cái này là offering to the god mà. Từ trên trời rớt xuống. 16 cục. Chúng ta sẽ làm token up friendship, undying friendship. Và mở lên. Undying friendship. Nó đây. Nộp. Ok luôn. Rồi, undying friendship xong rồi. Bạn đã sẵn sàng cho thử thách chưa? Chưa. Start dungeon nè. Thử thách. Threat Lich. Với lại Ring of Blood Gen. Nếu ai đang thắc mắc là tại sao không bỏ 2-3 con búp bê vô thì bỏ đâu được đâu. Một lần chỉ làm được một loại duy nhất thôi. Người ta không có cho chơi nhiều đâu.
Nhưng mà cái số lượng có thể bỏ tăng lên ha, cho một loại. Để mình làm luôn đi. Đánh. Đồ đâu? Rồi, đồ đâu? Đó, rớt rồi kìa. Đây là bỏ bình Ghost thành Darkness. 2000 LP, không nhiều. Mình đã gom đủ công thức của Green Up Last Gen. Lấy xuống thôi. Hello. Và quest complete luôn. Ồ, quest gì complete? Nó có liên quan gì đến ở đây không? Chưa submit được mà. Rồi, để coi nha. À ha, cái chỗ này Green Up Last Gen là được thưởng cái này. Ender Inventory. Thưởng thêm. Bây giờ là sẽ mở cái dungeon ra. Đi đánh Lich. Bấm vào. Rồi, hội dungeon này chuẩn bị cũng hơi lâu nha. Mình có cái Ring of Legend luôn. Bỏ vô phần nhẫn. Nhẫn để đủ thứ hết rồi, không có chỗ nữa. Vậy thì chỉ có cầm trên tay thôi. Wow. Hiểu luôn. Dungeon này cũng đâu khác gì dungeon kia đâu. Lấy cái sai ra một cái. Đã phát hiện ra được chỗ của con boss. Đây. Khu vực này. Wow luôn đó nha. Chúng ta đi coi vòng vòng mấy cái chest coi có gì đặc biệt. Cũng không có gì lạ lắm. Mấy món này thì bình thường thôi. Nhưng mà được cái là chỗ này nó có đường cục á. Cũng đỡ lắm. Không có xuất hiện thêm con gì hết. Bây giờ đã sẵn sàng để vô. Bấm. Wow, con Lich kìa. Ủa, đơn giản vậy? Cái gì vậy? Sao đơn giản vậy? Hết hồn luôn á nha. Đơn giản quá. Bây giờ phải bắt tay vô làm cái totem. Bỏ những món này lên. Bỏ vô. Runewood Plank 6 cái. Đây là Runewood. Rồi lấy những món cần thiết. Eldritch Radiant. Eldritch đâu? Đây là Eldritch nè. Lấy hết tất cả những cái màu khác. Bỏ vô. Rồi trừ cái gì nữa? 5 màu. Mới có 4 màu thôi. Đây, đúng là làm à. Totem Base. Totem Magic. Rồi, kích hoạt lại. Rồi, và ra cái đất nhìn thấy gớm. Nó bắt đầu nó lan ra nè. Cái đất này nó lan ra. Mình cũng còn mấy cục trong đây. Nhưng mà nhớ là phải siêu thách mới được nha. 9 cục được 1. Blighted Soul. Massive Blighted Gunk. Nó mà ăn lên trên là mệt đó. Ồ, so good rồi, còn để ra làm gì nữa? Rune good. Để ra coi. Đây. Bum. Đó ra rune good, mình có rune so good totem luôn nè. Để riêng nó chuyển cái cột á. Bây giờ là tới phần này là chỉ vô bấm thôi. Được thưởng So Good Growth. Cái này nãy giờ chưa có ha. Chúng ta xuống dưới coi một cái. Dưới. Tắt đi. Để đây. À, bấm. Chuyển đổi. Còn cây này nãy đâu giờ tự mọc nè. Bây giờ làm công thức của Resonator. Hết cord. Không còn một cái nào luôn. Thì cái này chúng ta sẽ còn phải lên cái Obelisk nữa. Lên Obelisk. Obelisk đây.
cần phải có rune good blank. Làm luôn đi, làm trước một cái rồi và coi obelisk cần gì. Cắt red với lại arrow. Rồi và thêm một cái nữa. Cái hex ash này hơi bị nhiều ấy nha. Đủ rồi đó, nó chạy rồi đó. Có được cái obelisk. Mình sẽ để xuống đây. Tăng tốc lên. Thì mình sẽ cần phải có thêm nữa. Mình đã có được 4 cái obelisk. Thì nó sẽ giúp cho cái retour ở đây nó chạy nhanh hơn chút. Bây giờ hết Arcane thì đi farm Arcane cái đã. Giác cây lên. Mở dungeon lên vô quốc. Nè cục đá nè. Chuyển thành đá cội. Cái cục đá nhẵn của tôi xong chuyển cái này. Rồi chuyển thành sen luôn. Rồi chuyển thành gì nữa. À, sen xong thành plated soil luôn. Yeah. Coi như là mất luôn. Rồi đi xuống dưới nha. Mình sẽ cần phải kiếm lại cái soul stone cái. Từ chỗ của Bothania. Bỏ khoan. Cầm ngược tay. Mất một quay. Thiệt tình luôn. Còn một cái địch. Giờ mới để ý. Sai quá sai. Ô oh yeah luôn, tập trung lại. Nó mất tiêu. Chậm rồi. Không ăn được hết Vengeance kìa. Mất rồi, lỗ rồi. Cái này lỗ. Lỗ thiệt lỗ luôn á. Không có lấy được cái gây nhỏ ha. Bây giờ có 4 món bỏ vô. 1, 2, 3, 4. Và kiểm tra coi này, sai gì. À, nó cần phải có Earthen Spirit. Lộn. Earthen Spirit đây. Có luôn. Lên, quất. Từ Soul Stone nó sẽ chuyển đổi. Để làm thêm Brilliant Fiber cái. Nó đang chuyển đổi đó. Và mình sẽ cho làm thêm mấy cái nữa đi. Mình đã có được 6 cục Brilliant Stone. Chúng ta lấy cái này. Và Fortune. Một. Nó đây. Được 2. Ít vậy ta. Và 6 được 14. 6 quặng được 14 cục. Cluster Brilliant. Được một lóc. Rất là mắc. Brilliant Obelisk không cần. Coi lại Mayban. Trong công thức nó cần có một món đó. Corrupt này nè. Đây. Giờ phải chuẩn bị cái này nữa. Để làm cái Corrupt. 16 được một. Wow. Mới vừa phát hiện vụ gì vui vui đây. Oh. Bùm. Break. Một được hai. Phát hiện vụ gì đó vui vui. Thế ra là một được hai. Hèn gì. Chưa được 4 cây. Vui quá. Ở đây nó cũng chỉ được có 4 cái thôi. Nó không hơn được nha. Chuẩn bị công thức xong rồi. Và gắn vô. Cho chế tạo thôi. Chúng ta sẽ được một cục. Chỉ một cục mà thôi. Nó chạy vô rồi kìa. Đây. Corrupted. Và lên được Mayban.
Và bây giờ chuẩn bị công thức của Maybank. Công thức của Gilded Bell lấy xuống và bỏ vô trong đây đầy đủ thì tiếp tục chế tạo. Xoay 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 xoay. Mới bắt đầu chuyển đồ vô rồi đó. Maybank. Power up Maybank. Chỉ cần chế tạo là đã hoàn thành được phần này. Bấm. Có được một cái codex xác nhận em đã hoàn thành được cái bài học hết học phần. Ở chỗ này mình có thể đeo lên cái bell body. Bell đâu? Bell đang đeo cái gì rồi? Đang đeo cái túi rồi. Ồ, mới xuất hiện một cái The Final Chapter kìa. Phải làm lên thì nó mới xuất hiện. Ra là như vậy, Final Chapter. Còn Evil Codex nữa. Và The Final Codex, nó đây. À, khoan, đọc kỹ lại. Thì bạn có thể bỏ cái này vô, thay thế cho cái học phần của bên bên này. Không nhất thiết ha. Nghĩa là chúng ta có thể chọn một trong hai valid item thôi. Nếu mà submit cả hai á, là farm tiền đã luôn á. Hơi bị phê luôn á. Bây giờ bỏ bình thuốc xuống nấu. Chúng ta sẽ cần phải có bình quick nut. Và quick nut thì cần phải có mắt nhện. Water bottle thôi nha. Đây, water bottle đây. Và bỏ mắt nhện vô. Lại bỏ play powder vô. Giờ chế tạo Eternal Closure. Làm lại công thức Ender Chest và tinh. Cái gì vậy? Rồi bấm. Nó đây. Còn lại cái potion thì mình lấy ra. Eternal Closure này contain đang chứa là Vengeance Spirit. Trên đó đang làm hai cái. Ta đi làm cái khác. Pop Corrupt Fruit. Cái chuyện gì rồi đó. Đã làm lại cái remote mới. Và cần phải đi bao nó lại một cái. Qua đây. Ok, link rồi đó. Bên đây đã xong. Mở lên. Ta chế tạo Vengeance. Bây giờ nhìn lộn thì làm lại. Bắn cái này là xong thôi. Đâu có gì khó khăn đâu. Ở đây là Vengeance Focus. Vengeance Focus này theo mình nhớ nó có độ bền đó nha. Có Vengeance Focus rồi chúng ta sẽ kiếm được cái này đây. Nhưng mà bây giờ đâu có nhìn thấy được con gì đâu. Ta phải kiếm Vengeance Spirit. Muốn kiếm Vengeance Spirit thì phải đi đào. Ví dụ như đi đào chẳng hạn. Đi đào cái cục nó xuất hiện tại cái cây kia. Không có Vengeance Spirit đâu. Cái bữa hạ gục con mực á, xuất hiện cũng nhiều lắm. Vậy là bây giờ chỉ cần mở cái box này ra. À, rồi xong mất. Mất rồi. Nó đụng vô là mất. Bây giờ mình làm cái này trước đi. Nếu mà kiếm không ra thì chúng ta vẫn sẽ làm lại. Bây giờ sẽ cần phải kết hợp cái này với cái này. Không cho. Tính đẩy Vengeance lên cấp độ 4 nhưng mà không có rồi. Vậy thì thôi. Chúng ta sẽ cần phải lấy ra Lapis. Đây là Lapis Orc. Ê, đây rồi. Nè, con play nè. Có con này mới được nè. Có cái linh hồn này mới được nè. Linh hồn này mới chơi được nè. Nó mới rớt đồ. Đúng rồi. Hên luôn. Vengeance Essence. Nó đó. Cái này mới được. Những cái đám khói kia là không được nha. Dục bỏ đó. Rồi và vô đây. Nhận cái Spectral Class. Quá dữ. Và click thôi. Xong. Codex đã có. Click nhận Codex luôn.
giờ cái này đợi lên đâu, Spectrover đâu, thấy gì không? Vẫn chưa. Bây giờ ra săn mực đi coi thử coi có xuất hiện mấy cái spirit không nha. Đó, xuất hiện rồi nè, đó, nó đó, hãy vậy mới được, mấy bữa có thấy đâu. Ê, nó bay lên luôn kìa. Nó bay lên luôn rồi. Sao bắn? Linh hồn đi luôn rồi. Hài quá. Rồi chuẩn bị, đó, nó ra kìa. Linh hồn ra kìa, ơi đứng lại. Đứng lại. Nó không được. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại với con bò nha. Để coi con bò có cho mình được cái spirit không nha. Chúng ta đã có thể nhìn thấy được spirit world rồi. Nè bé bò. Đó, thấy. Không bay nữa, đỡ quá. À, phải hạ gục nó mới kiếm được. Nói chung là cứ hạ gục là có vengeance spirit. Khi mà nhìn thấy bằng cái này nữa thì tốt. Có đầy đủ 6 cái codex. Chúng ta bắt đầu đi giao nộp trong final chapter. Bấm vô submit. Rồi, submit. Submit là mất. Submit. Lấy final chapter, the final codex. Rồi sao nữa? The Dark Witch. Chúng ta đã phát hiện có mụ phù thủy. Mụ phù thủy sao đây? Phù thủy này là đang suy yếu. Chúng ta sẽ cần có người dấu chổng, xử bả, hốt bả. Hãy tới chỗ Colosseum, sử dụng cái final codex tại truyết tịch Tablet. Nhưng hãy cẩn thận, mụ phù thủy rất là mạnh. Nhảy ra và lướt tới cái cây. Boom. Sau khi các bạn đã nộp xong cái phần codex thì nó mới có, để có được cái final codex, tự động nó xuất hiện mấy kia luôn. Ta chuẩn bị hồi phục rồi phép gì này nọ lên nha. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Giờ nhảy vô. Hui. The witch. Mụ phù thủy đang bị phong ấn. Wow, đẹp dữ. Wow luôn á nha. Mụ phù thủy đang bị phong ấn. Ê, coi chừng. Rớt xuống dưới là đi về luôn á. Seal witch. Ê, đang bị phong ấn kìa. Đó. Ôi, bà phù thủy kìa. Nè, phù thủy dính phong ấn. Và có lửa phong ấn. Không tháo được. Giờ phải offer cái gì? Final codex. Offer lên và boom, mở phong ấn ra. Wow, ghê quá nha. Rồi, ta nên búp lên trước đi cho chắc cú. Nó bắt cười nữa kìa. Nó bay lên đây kìa. Hâm, bay ra. Rồi, vô. Gãy ngứa. Rồi, gãy ngứa thiệt ta. 880 giọt. Ồ, khoan. Tại sao không cho đánh bằng spell? Kỳ dạ. Không đánh bằng spell được à? À, được nè. Đánh bằng spell được nha, nhưng mà đánh cái ham thôi, không có chơi cái kia được. Rồi, và một hit cuối cùng. Coi thử rồi bà có biến hình không nha. Bum. Hả? Và một phù thủy đã bị hạ gục. Bị phong ấn một lần nữa. Và cả học viện đã được an toàn một lần nữa. Thiệt không? Vậy thôi hả? À, ok luôn. Không cần phải đánh mấy cục xung quanh luôn. Chúng ta đã hoàn thành nè. Taxi jam. Seal witch. Backstory. Câu chuyện bên dưới. Wicked Witches Misunderstood. Ủa vậy thôi hả? Sao lại vậy? Đã đăng nhập trở lại. Ở đây thì đừng bắn cái gì hết. Mất công lắm nha. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với bà phù thủy được không? Không được. Cá gì bay vui vậy? Cá bình thường không có. Ở đây lại có. Cá bay nè. And well.
ấu già luôn. Mình vừa suy nghĩ ra một trò chơi bắt bà phù thủy. À, bà phù thủy đã biến mất rồi. Bà phù thủy đã biến mất rồi. Rồi trả lại nè, rồi trả lại thì bị dính ở chảnh. Bắt luôn. Im đi. Không ai biết đâu, không ai vào đây không biết là bà phù thủy đã được thoát ra. Gì cục nước thì giải cứu nữa hả? Rồi bắt bà phù thủy về luôn rồi. Hài quá. Bắt đi luôn rồi sao đây? Có cái cửa kìa, có cái gì ở đây nữa. Đây là mấy bức tượng của bốn nguyên tố nè. Rồi xây bức tượng khủng khiếp không? Cái bức tượng mở ra dày luôn là biết khủng khiếp đến mức độ nào rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử nhảy vô cái cửa này. Team Island. Hết hồn. Quay về nhà. Quay về nhà và thả bà phù thủy ra. Đâu vậy? Đâu xa vậy? Ghê thiệt. Còn gục mặt xuống nữa. Ủa ba đang bị trói dây vô đầu à? Ê! Biến mất rồi! Ôi! Biến mất bà phù thủy rồi! Rồi luôn! Chúc mừng bạn, bà phù thủy đã biến mất. Báo rồi. Bà phù thủy đã biến mất rồi. Play me. Để coi chuyện gì sẽ xảy ra đây. Có phù thủy đâu chiến đấu. Ấu dè luôn. Ấu dè luôn. Mình nghĩ mình sẽ cần phải lót lại. Phá quá phá. Mình nghĩ là mình sẽ cần phải lót lại rồi đây. Phá quá. Cái kêu là người ta kêu bỏ vô thôi. Misunderstood gì này nọ. Đã load lại xong và thời điểm này là thời điểm mà chúng ta đang có cái storage accessor. Rồi chưa làm codex, không backup nè, cưng, gán chịu. Đang phải làm lên trên đây. Rồi hơi làm lại đi, cái đó nó cũng không khó gì. Chỉ là cái vengeance thôi chứ không có gì. Đấy. Ủa chứ có gì luôn. Bên này xong chưa? Bên này gần xong. À thời điểm này. Ok, vậy là thời điểm này còn đỡ nha, còn làm dễ nha. Rồi để mình đổi đi. Chúng ta sẽ coi thử coi. Khi mình cầm cây sai, nó có rớt ra ngọc gì không nha? Có luôn. Hay quá. Và đã hạ gục thành công. Chúc mừng, chúc mừng. Được một cái. Ủa sao Innocent giỡn hoài. Vậy là bà này... lần này là không quậy nữa. Lần này là sẽ làm bình thường đàng hoàng thôi. Giờ thả cá voi bay vòng vòng xung quanh khu này luôn. Lát hồi nữa nó bay mất luôn á. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này xuống để mình nghe thử coi người ta nói cái gì ở trong. Rồi. Nghĩa là bà có, nói chung là bà ghen tị thôi. Bà Hồ Thủy đó là cái người mà kiểu như là thiên tài từ nhỏ về ma thuật ha. Nhưng mà lại... kiểu như vô học ma thuật thì thấy không bằng mấy người kia là bốn người ở đây nè. Bốn người tạo ra cái học viện nghe nè. Thành ra bà cảm thấy bà bất mãn, bà tức quá. Cái bà hả đi học nghiên cứu phép thuật hắc ám. Nhưng mà bốn người kia là bốn người giáo sư lớn á. Thì lại nói chung là gì ta? Liên kết toàn bộ thế giới ma thuật lại để chiến đấu. Chiến đấu ở tại cái khu Colosseum. Nhưng mà lại không thể nào hạ gục được. Không tiêu diệt được chứ, không tiêu diệt được bà phù thủy. Chỉ có hạ gục thôi và phong ấn bả vĩnh viễn ở trong cái Colosseum đó luôn. Đó là những cái lo mà chúng ta có thể nghe được từ đây ha. Chúng ta đã hạ gục bà chùm cuối, hoàn thành xong The Final Chapter của phần chơi Minecraft Vita Beast Arcanum Institute. Còn bây giờ thì mình sẽ...
kết thúc chương trình ngày hôm ta đây và cũng sẽ kết thúc phần chơi này tại đây luôn. Hẹn lại các bạn trong những phần chơi khác. Bye bye.